chương trình của mình sẽ diễn ra trong vòng 2 buổi tối nhé. Và bởi vì chúng ta sẽ không có thực hành cho nên là tôi sẽ đi theo cái hướng là đầu tiên muốn học lý thuyết này, sau đó thì tôi sẽ demo và sau đó đến phần hỏi đáp, chỉ có không có thực hành thôi. Thì các bạn có thể là xem lại video và chúng ta sẽ thực hành sau. Ok, nếu mà cả nhà đã sẵn sàng rồi thì hãy comment số 1 nhé, hãy comment số 1 nếu mà chúng ta đã sẵn sàng rồi. Thì chúng ta hãy comment để chúng ta tương tác với nhau và giúp cho cái buổi học của chúng ta trở nên năng lượng hơn. Ok, hãy comment số 1 nếu mà chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu buổi học rồi ạ. Ok, chúng ta sẽ có 2 buổi và tôi tin rằng là 2 buổi học này sẽ cực kỳ có giá trị, đặc biệt với những người mà đang kinh doanh online. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về khái niệm là chatbot là gì. Chatbot thì bản chất nó chính là một cái phần mềm máy tính và nó sẽ giúp cho doanh nghiệp, những người làm kinh doanh online có thể là tương tác trực tiếp với khách hàng và thời gian thực luôn và hoạt động 24/7. Ví dụ như là tôi đang ngồi ở đây chia sẻ với các anh chị, nhưng mà hệ thống của tôi vẫn đang làm việc, vẫn đang chăm khách hàng, vẫn đang bán hàng hoàn toàn tự động nhờ có chatbot. Và trước đây thì khi mà chưa có chatbot thì tôi thường phải sử dụng các hệ thống của email marketing, và tôi dùng email để mà chăm sóc hàng một cách tự động. Nhưng mà từ ngày có chatbot thì tôi chuyển hoàn toàn sang hệ thống chatbot để chăm sóc hàng. Ok, và chatbot thì được ứng dụng ở trong những cái nền tảng nào, trong những mô hình kinh doanh nào? Nếu như các bạn là đang kinh doanh ở những cái nền tảng sau đây thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng chatbot nhé. Ví dụ như là chúng ta đang bán hàng ở trên Facebook, nếu chúng ta đang bán hàng ở trên Facebook cho dù là tài khoản cá nhân, Facebook profile hay là chúng ta đang bán hàng ở trên fanpage thì chúng ta đều phải sử dụng chatbot. Thì xin hỏi ở trong Zoom của mình thì có bạn nào mà đang bán hàng ở trên Facebook nhé, thì có thể là profile cá nhân hoặc là fanpage thì hãy comment số 2. Comment số 2 nếu mà chúng ta đang bán hàng ở trên Facebook ạ. Cả nhà đợi chút nha, chỉnh lại cái màn hình một tí. Ok, thì nếu chúng ta đang bán hàng tại cửa hàng, ví dụ như là nếu các bạn đang bán hàng tại cửa hàng, ví dụ như là nhà hàng, cà phê, vân vân, spa chẳng hạn, thì nếu chúng ta đang bán hàng tại cửa hàng và chúng ta mong muốn rằng là khách hàng sẽ quay trở lại cửa hàng thường xuyên để mua hàng thì chúng ta cũng cần phải ứng dụng chatbot cho mô hình kinh doanh của mình. Hoặc là chúng ta đang bán hàng trên các sàn thương mại, thử nếu các bạn đang bán hàng trên các sàn như là Shopee, như là Lazada hoặc thậm chí là Amazon, nếu chúng ta bán hàng trên sàn thì chúng ta cũng cần phải sử dụng chatbot. Và chatbot chính là công cụ để chúng ta chăm sóc hàng. Và các bạn hình dung như này, khi chúng ta mở một cái gian hàng trên các sàn thương mại thử thì những người mà mua sản phẩm của mình, những người mua sản phẩm của mình ở trên sàn ấy, thì họ là khách hàng của sàn chứ không phải khách hàng của mình, họ là khách hàng của sàn. Và khi họ mua hàng của mình rồi thì lần sau họ muốn mua tiếp một sản phẩm khác thì họ sẽ quay trở lại sàn để mua hàng, và lúc đó họ có thể mua sản phẩm của một gian hàng khác mà không phải sản phẩm gian hàng của mình, bởi vì đó là khách hàng của sàn. Sàn họ sẽ tối ưu để khách hàng mua nhiều sản phẩm trên sàn chứ sẽ không tập trung vào mua sản phẩm của mình. Và thì nếu mà chúng ta có được một cái khách hàng mua hàng ở trên các sàn thương mại điện tử ấy, thì chúng ta phải biến khách hàng đó trở thành khách hàng của mình và hàng ngày chúng ta chăm sóc, và từ đó chúng ta sẽ tiếp tục bán hàng cho khách hàng của mình, tiếp tục tạo ra được nhiều doanh số, nhiều đơn hàng từ khách hàng của mình. Như vậy nếu mà chúng ta bán hàng trên sàn thương mại điện tử ấy, thì các bạn cũng hứa khách hàng vào trong chatbot. Thì lát nữa thì tôi cũng sẽ giới thiệu với các bạn về cách thức và để làm thế nào để chúng ta có thể là tận dụng được cái tập khách hàng mua hàng ở trên sàn thương mại điện tử của mình, và làm thế nào để chúng ta có được nhiều đơn hàng, nhiều doanh số từ khách hàng mua hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ok các bạn, thì nếu mà chúng ta đang kinh doanh ở một trong 3 mô hình này thì chắc chắn là chúng ta phải ứng dụng chatbot, và chúng ta càng ứng dụng chatbot thì càng tốt. Ok, và nếu mà chúng ta đang bán hàng trên Facebook thì các bạn hình dung như này, theo các bạn là Facebook đang tính tiền theo lượng click hay là tính tiền theo lượng hiển thị ạ? Theo các bạn là Facebook đang tính tiền theo click hay là hiển thị ạ? Facebook thì tính tiền theo lượt hiển thị, tức là quảng cáo của chúng ta hiển thị cho 1.000 người là Facebook đã chịu tiền rồi.
thì tùy theo lĩnh vực, tùy theo từ khóa, ví dụ lĩnh vực phải làm đẹp, lĩnh vực spa vân vân, thì cái chi phí rất là cao, tại vì có nhiều đơn vị cùng quảng cáo, cùng hướng đến một tổng khách hàng. Thì Facebook thì tính tiền theo lượt hiển thị, cùng một cái 1.000 lượt hiển thị thì Facebook giả sử sẽ thu tiền là 200.000 đồng. Các bạn nếu với 200.000 đồng 1.000 người nhìn thấy quảng cáo của mình và không ai bấm quảng cáo, không ai nhắn tin Facebook gì cả, thì chúng ta vẫn mất 200.000. Còn nếu mà chúng ta đạt được là 10 người nhắn tin vào thì chúng ta sẽ có một cái chi phí là 20.000 đồng để có một ai đó inbox vào cái quảng cáo của mình, inbox vào fanpage của mình. Do vậy chúng ta cần phải tối ưu cái nội dung quảng cáo, tối ưu cái đối tượng mà chúng ta quảng cáo, chúng ta hướng đến để làm sao đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì ở đây nếu mà chúng ta đang quảng cáo trên Facebook thì tôi lấy ví dụ như là quảng cáo hiển thị cho 10.000 người và sau đó thì 1.000 người sẽ tương tác với quảng cáo của mình. Trong 1.000 người tương tác này thì tôi lấy ví dụ là sẽ có 100 người để lại comment, để lại inbox của chúng ta. Thì đây là những người họ thực sự họ quan tâm. Nhưng trong số 100 người họ quan tâm này thì thông thường chúng ta sẽ chốt được khoảng 20 người để lại số điện thoại. 20 người để lại số điện thoại tức là họ thực sự quan tâm, họ để lại số điện thoại để tư vấn, để tạo đơn hàng. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ chốt được đơn, chúng ta thu tiền. Tôi lấy ví dụ như là 5 người. Tức là từ 100 người quan tâm mà chúng ta chốt đơn được 5 người. Và thông thường thì hiện nay ở trên Facebook thì các bạn rất nhiều người họ đang đạt cái mốc khoảng tầm 10%. Từ 100 người quan tâm đã chốt được 5 đến 10 người. Vậy thì với những người mà chưa mua, những người mà họ chúng ta chưa thu tiền như vậy, thì nếu mà chúng ta không dùng công cụ, không dùng nền tảng chatbot gì cả, thì thường thường là chúng ta đang để lãng phí. Nếu chúng ta dùng nhân công chăm sóc thì nhân viên lúc nhớ, lúc quên, lúc chăm sóc, lúc không, và cực kỳ lãng phí những nguồn data này. Vậy thì chúng ta đang lãng phí khoảng 95% khách hàng tiềm năng của mình. Đấy là những người họ quan tâm bởi vì họ chưa mua, bởi vì họ chưa tin tưởng, họ cần thêm thời gian, cần hiểu rõ hơn về sản phẩm của chúng ta. Ok không ạ? Vậy thì với 95 người tiềm năng này họ chưa mua thì chúng ta cần phải chăm sóc để chúng ta biến người lại thành người quen, biến một người chưa hiểu sản phẩm của mình trở thành một người hiểu rõ sản phẩm của mình, và biến một người chưa tin mình thành một người tin mình, thì sau đó họ sẽ mua hàng của mình. Đấy, còn với những người mà 5 người đã mua kia thì chúng ta vẫn phải chăm sóc hàng ngày, liên tục hàng ngày để họ tiếp tục mua các sản phẩm của mình tiếp theo, tiếp tục mua sản phẩm A và tiếp tục mua tiếp các sản phẩm BCD ở phía sau. Ok không ạ? Và khi chúng ta dùng chatbot thì chúng ta sẽ kinh doanh hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí hơn, và chúng ta sẽ chăm sóc triệt để những khách hàng tiềm năng của mình. Cái điều quan trọng là gì? Là chúng ta phải tập trung chăm sóc khách hàng, biến những người chưa mua thành những người đã mua, với những người đã mua thành những người tiếp tục mua hàng của mình. Ok. Và trong hai buổi học buổi tối hôm nay và ngày mai thì tôi sẽ chia sẻ với chị về làm thế nào để mình tối ưu được cái nguồn lực này, những khách hàng tiềm năng ở trong fanpage của mình. Một cái điều tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là cái quy trình để phát triển khách hàng. Thì các bạn đã học anh Hữu Lam rồi, và cái điều quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh ở trên internet, thì danh sách khách hàng chính là tiền, khách hàng chính là trung tâm của mọi cái hoạt động về marketing. Và khi chúng ta kinh doanh trên internet hoặc là kinh doanh ở offline thì chúng ta cần phải tập trung vào khách hàng. Và khách hàng thì chúng ta sẽ có ba cái giai đoạn phát triển. Giai đoạn một là chúng ta thu hút được nhiều người vào hệ thống của mình. Giai đoạn thứ hai, và ở cái giai đoạn số 1 này thì mục tiêu của chúng ta đó là gì? Là hút được nhiều người vào trong cái sale của mình, và từ phía một người khách hàng tiềm năng trở thành những người mua hàng, và khi ai đó mua hàng của mình thì đó là chúng ta kết thúc cái giai đoạn là thu hút. Và rất nhiều người khi chúng ta bán hàng, chúng ta làm marketing, chúng ta bán được hàng rồi và chúng ta dừng lại, chúng ta không tiếp tục chăm sóc nữa. Lúc khách hàng chưa mua thì chúng ta rất là chăm sóc nhiệt tình, nhưng mà khi khách hàng mua xong rồi thì chúng ta gần như chúng ta đã không có hoạt động chăm sóc. Và người ta nói rằng là khi ai đó mua hàng của mình thì nó không phải là kết thúc, mà nó mới là cái việc là bắt đầu chúng ta trao giá trị cho khách hàng, bắt đầu chúng ta bán n lần cho khách hàng về sau. Và lần đầu tiên một ai đó mua hàng của mình lần đầu tiên thì chúng ta phải bỏ ra rất nhiều chi phí về marketing, về bán hàng. Nhưng khi ai đó đã mua hàng của mình rồi và chúng ta chỉ bỏ một số tiền rất nhỏ thôi để họ tiếp tục mua hàng của mình tới những lần sau. Vậy thì chúng ta phải có một cái bước số 2, đó là giữ chân khách hàng ở trong hệ thống của mình càng lâu càng tốt. Và khách hàng chỉ mua hàng của mình thôi mà không có mua hàng của đối thủ. Đấy, đấy là giai đoạn là giữ chân khách hàng bằng các chương trình và loyalty. Và một cái điều quan trọng nữa của một cái hệ thống về kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online, đó là chúng ta phải có một cái hệ thống để cho khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới, khách hàng cũ giới thiệu bạn bè của họ vào trong hệ thống của mình. Ví dụ như là nếu các bạn đang sử dụng Uber, sử dụng Grab đúng không, thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái chương trình đấy, tất cả những ứng dụng đấy, nó đều có một cái chương trình là khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới. Ví dụ trước đây mà tôi đi Uber chẳng hạn, thì khi mà tôi đi Uber xong thì Uber giới thiệu tôi một cái mã số giới thiệu, và Uber nói rằng là chỉ cần bạn giới thiệu ai đó, ai là Uber và nhập mã này vào, thì
thì bạn sẽ có 100.000 và người bạn giới thiệu cũng được 100.000. Và tôi rất là nhiệt tình, tôi giới thiệu bạn bè của mình để cài đặt Uber, và tôi là người hướng dẫn họ cách cài đặt, cách nhập thẻ Visa và cách để làm sao để đặt chuyến xe đầu tiên. Và như vậy là người bạn của tôi có 100.000 và tôi có 100.000, và như vậy Uber chỉ mất có 200.000 để có một khách hàng trả phí và sử dụng được sản phẩm luôn. Thì chúng ta phải có một cái chương trình là có cái công cụ để giúp cho khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới bằng những cái chương trình ví dụ như là affiliate, ví dụ như là viral marketing vân vân. Thì một cái hệ thống kinh doanh online nó cần phải có ba cái giai đoạn như này, và chúng ta phải có công cụ tương ứng, và chatbot sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể làm được cả ba điều này, từ thu hút tự chân cũng như là mở rộng tập khách hàng của mình lên. Ok, thì nếu mà các bạn đã hiểu rõ cái mô hình ba giai đoạn phát triển khách hàng này rồi thì chúng ta hãy comment số 1 nha, hãy comment số 1 nếu mà chúng ta đã hiểu rõ mô hình ba giai đoạn phát triển khách hàng. Ok, xin lỗi các bạn. Ok, và trong cái chương trình này chúng ta sẽ thực hành trên một cái nền tảng có tên gọi là AdChat. Và AdChat thì nó là một cái nền tảng về chatbot. Nó không chỉ là chatbot thì nó sẽ có hai cái tính năng. Một là tính năng về chatbot, hai là tính năng về live chat. Và ở đây thì các bạn hình dung như này là khi mà chúng ta kinh doanh ở trên Internet thì thông thường thì một doanh nghiệp chúng ta sẽ có N về fanpage. Chúng ta có thể có hàng trăm fanpage, có thể có hàng chục cái Zalo page vào đây. Thì chúng ta sẽ kết nối các cái fanpage và Zalo page của mình vào cái nền tảng AdChat này. Và ở đây chúng ta sẽ ngồi tại một cửa sổ, và chúng ta sẽ quản lý được các cái comment, các cái inbox ở trên những cái fanpage này. Và ở phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ có là chatbot, và chatbot sẽ giúp cho chúng ta sẽ trả lời tự động các cái comment inbox, tự động bán hàng, tự động chăm sóc khách hàng mỗi ngày thay cho nhân viên. Thay vì nhân viên hàng ngày phải chăm sóc khách hàng thì chatbot sẽ làm điều đó. Nhân viên thì lúc nhiều lúc quên, nhưng mà chatbot thì nó là hoàn toàn chính xác, rất là chính xác luôn. Và ở bên này nữa chúng ta còn có nhân viên sale. Thay vì là 10 nhân viên sale thì chúng ta chỉ cần khoảng 2 nhân viên sale thôi, và chúng ta thay ca để chúng ta hỗ trợ khách hàng. Nhân viên sale sẽ xử lý những cái gì mà chatbot nó không trả lời, cũng chưa có trong kịch bản, và nhân viên sale sẽ gọi điện để xác nhận đơn hàng thôi. Chúng ta việc ứng dụng chatbot nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân công rất là nhiều. Và một cái điều tuyệt vời của hệ thống này đó là giao diện tiếng Việt, và nó có bản miễn phí. Chúng ta có thể kết nối miễn phí hai fanpage vào trong hệ thống này, và khi chúng ta dùng trên hai fanpage thì chúng ta mới phải trả phí, có thể kết nối đồng thời nhiều fanpage với nhau. Và bình thường nếu mà chúng ta sử dụng các nền tảng khác thì nó chỉ có hoặc là chatbot hoặc là live chat, tức là hoặc là chúng ta sử dụng chatbot để trả lời tự động, hoặc là chúng ta mua một cái phần mềm chuyên về live chat quản lý nhiều fanpage trên một cửa sổ như vậy. Live chat thì dùng được cả hai. Có một cái thuật ngữ trước khi chúng ta đi vào phần thực hành, có tên gọi là subscriber. Subscriber tiếng Việt là thuê bao, tiếng Anh là subscriber. Như này, khi ai đó họ inbox vào fanpage của chúng ta, khi một ai đó inbox vào fanpage của chúng ta, và người này lập tức sẽ trở thành một thuê bao ở trên fanpage của mình. Kể từ thời điểm đó trở đi, fanpage có thể nhắn tin cho người này thoải mái, tại vì họ đã trở thành thuê bao ở trên fanpage của mình rồi. Còn một ai đó mà chưa từng inbox vào fanpage của mình thì chúng ta không thể nhắn tin cho họ được. Thì đấy là cái chính sách của Facebook. Giống như ở trên tài khoản profile cá nhân của mình cũng vậy thôi. Chúng ta nhắn tin cho một người lạ thì tin nhắn của mình sẽ được đưa vào tin nhắn chờ, và phải chờ người kia họ phản hồi lại thì chúng ta mới nhắn được qua lại với nhau. Khi chúng ta khi hai bên đã thông với nhau rồi thì lúc đó chúng ta mới nhắn với nhau thoải mái. Đấy gọi là thuê bao với nhau, đúng không? Còn ở trên fanpage, một ai đó họ inbox vào fanpage của mình thì họ trở thành thuê bao trên fanpage của mình, và mình có thể nhắn tin cho họ một cách thoải mái. Và trong kinh doanh online thì chúng ta có một công thức như này, đó là list bằng money, tức là danh sách khách hàng chỉ là tiền. Và điều quan trọng là chúng ta phải có được một cái danh sách khách hàng tiềm năng. Trước đây thì tôi thường dùng email và tôi tạo ra những trang web tặng quà, tặng ebook, tặng video, tặng khóa học, và tôi yêu cầu mọi người phải điền họ tên, số điện thoại, email để nhận được cái món quà ở bên trong. Và khi tôi có email rồi thì hàng ngày tôi sẽ chăm sóc bằng email, bằng điện thoại. Nhưng mà từ ngày có chatbot thì tôi chỉ sử dụng chatbot thôi. Và mục tiêu của tôi là gì? Làm cho nhiều người inbox vào, nhiều khách hàng tiềm năng inbox vào fanpage của tôi.
chỉ cần ai đó inbox vào thôi, không cần phải để lại email, không cần phải để lại số điện thoại, tôi đã có thể nhắn tin cho họ hàng ngày rồi, tôi đã có thể liên lạc với khách hàng hàng ngày rồi. Bởi vì cái user ID hay gọi là UID chính là số điện thoại của khách hàng, và chúng ta có thể nhắn tin vào UID của khách hàng hoàn toàn miễn phí được. Đấy, do vậy là chúng ta một cái nhiệm vụ rất là quan trọng ở khi chúng ta bán hàng ở trên chatbot, đó là chúng ta phải làm cho nhiều người khách hàng đăng ký inbox của fanpage của mình. Lát nữa thì chúng tôi sẽ demo các anh chị cái cách thức làm sao để chúng ta tạo ra những kịch bản tặng quà, kịch bản về bán hàng để chúng ta hút được nhiều người vào trong hệ thống của mình. Ok, và trước khi đi vào phần thực hành thì tôi giới thiệu một chút về giao diện để chúng ta làm quen, sau đó chúng ta sẽ đến phần thực hành. Ở đây là cái màn hình dashboard tài khoản của tôi. Đây là màn hình dashboard. Thì một cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần biết đó là khái niệm về shop. Shop nó chính là một doanh nghiệp hay là một cái nhóm bán hàng. Thì một người có thể được tham gia vào nhiều cái đội nhóm bán hàng. Ví dụ ở đây là tôi đang tham gia vào một số cái shop, một số shop của tôi và một số shop của khách hàng mà tôi đang hỗ trợ. Đấy, bên này là danh sách các cái shop này. Và ở đây là tôi đang làm việc ở shop có tên là shop này là shop demo. Thì có ở trong shop này thì có các cái fanpage này. Thì đây là những cái fanpage mà đang được kết nối vào trong AdChat và đang nằm ở tài khoản của tôi. Và để mà kết nối một cái fanpage mới thì các bạn hãy bấm vào dấu cộng, ok không ạ? Thì chúng ta kết nối những cái fanpage mới và Zalo fanpage mới. Tiếp đến là trong một shop thì chúng ta có thể kết nối được nhiều fanpage ở trong một shop, và trong một shop thì chúng ta có thể kết nối và phân quyền cho nhiều nhân viên cùng làm việc ở trong shop này. Nó giống như là việc chúng ta sử dụng Facebook ở fanpage thì chúng ta có một cái loại tài khoản đó là trình quản lý doanh nghiệp, thì một người có thể tham gia vào nhiều doanh nghiệp, và mỗi doanh nghiệp sẽ có nhiều fanpage, nhiều tài khoản quảng cáo, có nhiều nhân viên ở trong đó. Thì AdChat cũng thiết kế ra mô hình đó là shop chính là doanh nghiệp, một doanh nghiệp thì sẽ có nhiều fanpage và nhiều nhân viên. Ở trong khi chúng ta vào ở trong này thì đây là màn hình dashboard, là những cái bot của mình, và chúng ta sẽ ở bên cạnh thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có một số cái một cái tab là bot mẫu. Ở trong này thì có rất nhiều kịch bản mẫu mà các bạn có thể tham khảo. Các bạn sẽ bấm vào cái nút là test cái bot này để các bạn chạy thử kịch bản xem nó ok không, và sau đó thì mà chúng ta thấy phù hợp chúng ta sẽ sao chép vào cái fanpage của mình để chúng ta lại chỉnh sửa kịch bản được. Đấy, tức là chúng ta cùng thử và sau đó chúng ta sao chép kịch bản vào và chúng ta chỉnh sửa cho nhé. Ok, ở trên cái nền tảng này thì tôi giới thiệu nhanh phần này, thì lát nữa thì chúng ta sẽ phải phần thực hành nhé. Ở trong phần này thì các bạn nó có phần gọi là live chat, thì đây là cửa sổ mà quản lý các cái comment, các cái inbox của nhiều fanpage ở trên một cửa sổ. Và có một điều tuyệt vời đó là chúng ta có thể phân quyền, phân chế độ là chia hội thoại đều cho các nhân viên. Ví dụ chẳng hạn như là nếu mà tôi có 2 nhân viên cùng online hoặc là 10 nhân viên cùng online, thì khi mà có một cái comment, một cái inbox và một khách hàng mới tham gia vào thì hệ thống sẽ chia đều cơ hội cho các nhân viên, và cuối tuần cuối tháng chúng ta sẽ thống kê xem là ai là người có doanh số có đơn hàng nhiều hơn thì nó sẽ làm việc là hiệu quả hơn, có thể phân chia đều được. Ok, và một cái điều khá là hay ở trên nền tảng này đó là trong rất nhiều trường hợp khách hàng chúng ta đề nghị khách hàng để lại số điện thoại nhưng mà khách hàng không để lại số điện thoại, thì làm sao chúng ta có thể lấy được số điện thoại của khách hàng. Thì với những khách hàng mà họ không để lại số điện thoại, các bạn vẫn có thể lấy được số điện thoại bằng cách là các bạn bấm vào nút ở bên này, đó là lấy số điện thoại. Khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ lấy được số điện thoại của một cái khách hàng mà họ đang comment, họ đang inbox vào fanpage của mình. Chỉ bấm vào đây thôi là chúng ta đã lấy được số điện thoại, cho dù khách hàng họ không để lại số điện thoại mình vẫn có thể lấy được. Và tỷ lệ thành công nó từ 50-70% là thành công. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại phần demo sau. Ok, và một cái ứng dụng rất là quan trọng và thường được sử dụng ở trên nền tảng chatbot đó là ứng dụng về gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng đã từng inbox vào fanpage của chúng ta từ trước đến nay. Ví dụ nếu mà chúng ta đã có fanpage rồi và đã có nhiều người inbox vào fanpage của mình rồi thì chúng ta có thể nhắn tin hàng loạt cho tất cả khách hàng cũ của mình, những người gọi là subscriber ở trên fanpage của mình. Và nếu như trước đây các bạn đã từng sử dụng một cái chatbot nào đó rồi thì các bạn sử dụng nhà tất cả khách hàng đó họ vẫn làm trên fanpage của mình luôn, họ vẫn nằm trên fanpage của mình. Và hôm nay chúng ta kết nối fanpage với SK thì chúng ta vẫn có thể tải lại toàn bộ khách hàng cũ ở trên fanpage của mình về SK để chúng ta chăm sóc, chúng ta nhắn tin mỗi ngày họ đã ứng dụng cái công cụ này. Và họ thống kê là bình quân khi chúng ta ứng dụng công cụ gửi tin nhắn hàng loạt này
thì doanh số sẽ tăng lên từ 5-10% do cái việc mà chúng ta chăm sóc bạn khách hàng cũ của mình. Nếu chúng ta không chăm sóc thì chúng ta đang mất cái lượng doanh số này. Ví dụ như đây tôi demo nhanh thì giờ chúng ta sẽ quay trở lại màn hình thao tác trên thực tế trên màn hình. Thì bước một là chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ tải khách hàng cũ của mình về. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta fanpage của mình có hàng nghìn hàng chục nghìn người đã từng inbox đây, chúng ta sẽ tải toàn bộ khách hàng cũ về để chúng ta quản lý. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái phần chiến dịch và chúng ta tạo ra một cái chiến dịch quảng cáo hàng loạt đến khách hàng của mình. Chúng ta nhập nội dung và chúng ta gửi tin nhắn. Ok, thời gian nữa tôi sẽ demo trên về phần mềm. Và các bạn có thể xem cái chi tiết hướng dẫn ở trên ebook này, thì tôi có một cái ebook nó có tên gọi là ebook.webcam.vn, thì các bạn có thể xem thêm ở đây. Hướng dẫn cũng khá là chi tiết. Ok, một cái ứng dụng số 2. Chúng ta sẽ đi qua phần lý thuyết khoảng nửa tiếng nhé, thì sau đó thì tôi sẽ demo cụ thể ở trên phần mềm. Một ứng dụng số 2 của nền tảng chatbot đó là ứng dụng về bán hàng tự động. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra kịch bản bán hàng tự động mà không cần phải có nhân viên. Ok, và các bạn xem qua một cái video tôi giới thiệu về kịch bản bán hàng tự động như thế nào. Và sau đó thì tôi sẽ demo các bạn cách tạo ra kịch bản như vậy. Các bạn xem video nhé. Video này tôi sẽ giới thiệu với bạn một kịch bản bán hàng trên chatbot vô cùng tuyệt vời. Đây là kịch bản để tôi bán son môi. Ok. Đầu tiên thì nó giới thiệu cho tôi có các loại son môi như thế này. Ok. Và bạn muốn chọn loại son nào? Ví dụ tôi chọn son dưỡng. Đấy, số lượng bao nhiêu? 20. Tên của người nhận hàng. Địa chỉ nhận hàng. Email của bạn. Ok. Số điện thoại của bạn. Ok. Và tổng kết đơn hàng. Và nó báo với tôi rằng là tôi đã trở thành thành viên VIP của Sonshop và sẽ gửi cho tôi một cái thẻ thành viên VIP cho nó có avatar và tên của tôi. Và cũng một điều tuyệt vời mà thông tin đơn hàng vừa rồi của tôi đã được lưu trữ vào trong một tài liệu. Đây là thông tin của tôi. Tôi vừa đặt 20 loại son dưỡng và nó được lưu vào trong file Google Sheet. Okay. Vừa rồi là một cái demo về kịch bản bán hàng tự động bằng chatbot. Ok, thì sau đây thì sẽ đến chuẩn bị đến phần thực hành. Và trước khi đi vào phần thực hành thì tôi giới thiệu các bạn một số cái khái niệm để chúng ta hiểu trước khi chúng ta đi vào phần thực hành nhé. Một cái khái niệm đầu tiên đó chính là khái niệm có tên là block. Block thì ở đây chính là danh sách những cái block mà tôi đã tạo ra này. Những cái block về tin nhắn. Block thì tiếng Việt nó là các khối tin nhắn. Ví dụ ở đây tôi đang mở block có tên là welcome và bên này chính là danh sách các cái tin nhắn ở block này. Có nghĩa là mỗi một lần chúng ta gửi tin nhắn cho khách hàng thì mỗi lần chatbot gửi cho khách hàng ấy, thì nó không phải gửi một tin nhắn đâu mà nó sẽ gửi một khối bao gồm nhiều tin nhắn. Nó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video vân vân. Đấy gọi là một block. Và một block thì bao gồm có nhiều tin nhắn. Và khi mà chúng ta vào chúng ta sẽ thấy là có hai block mặc định, một block có tên là welcome và block thứ hai có tên là thankful answer. Block welcome có nghĩa là khi ai đó vào fanpage của mình và họ vào fanpage lần đầu tiên, họ nhắn tin vào fanpage của mình lần đầu tiên thì họ sẽ nhận được cái tin nhắn là welcome. Khi ai đó nhắn tin vào fanpage lần đầu tiên sẽ nhận được cả tin nhắn ở trong block có tên là welcome. Và block thứ hai là thankful answer, tức là khi ai đó mà nhắn tin vào fanpage của mình mà lúc đó không có kịch bản nào có thể trả lời tự động cái tin nhắn đó và lúc đó không có nhân viên nào đang online ở trên phần live chat thì chatbot sẽ sử dụng tin nhắn đầy full answer để trả lời. Ví dụ chẳng hạn nó trả lời là chào anh Vũ Trọng Thơ, hiện nay thì không có nhân viên nào đang online và vui lòng để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Và nếu khách hàng nhắn tin thì nó không nói gì cả và sau 24 giờ nếu mà khách hàng nhắn lại và không có ai online thì nó mới sử dụng cái tin nhắn đầy full answer để trả lời. Ok, và chúng ta thì thường thường mỗi một kịch bản hoặc là tặng quà và bán hàng thì tôi có thể chia ra thành một cái nhóm.
gọi là một nhóm, một nhóm nha. Và trong một nhóm thì sẽ có nhiều block mà chúng ta sắp xếp theo nhóm để mà dễ quản lý. Và một điều tuyệt vời nữa của hệ thống chatbot, nó giống như là một cái nền tảng website vậy. À, ở trên website chúng ta thấy rằng là một website thì có nhiều trang web, và mỗi một trang web thì chúng ta sẽ có một đường link, và chúng ta có thể copy link này chúng ta gửi cho khách hàng, và khách hàng có một link thì sẽ nhảy về đúng cái trang web mà chúng ta mong muốn. Thì ở trong chatbot cũng như vậy, chúng ta có thể tạo ra n kịch bản ở trên này, n block ở trên này, và chúng ta có thể tạo ra một đường link, và chúng ta copy đường link này chúng ta gửi cho khách. Một ai đó có một đường link thì họ sẽ vào nhảy vào đúng cái kịch bản bán hàng của mình. Chúng ta chạy quảng cáo thì khách hàng bấm quảng cáo sẽ vào đúng kịch bản của chúng ta. Quảng cáo sản A thì gặp bản bán sản A, quảng cáo sản B thì sẽ nhảy vào đúng cái kịch bản để bán sản B luôn. Đấy, thì thế chúng ta tạo ra một đường link này. Ok, và trước khi vào phần thực hành thì một số cái thuật ngữ mà chúng ta cần biết để chúng ta cá nhân hóa thông tin của người dùng, thông tin của khách hàng ở trong tin nhắn của mình. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng cái biến có tên là full name, nó sẽ tự động được thay bằng tên của khách hàng, name sẽ thay bằng tên của khách hàng, gender sẽ thay bằng giới tính, gender là anh hoặc chị, là bạn. Nếu mà khách hàng là nam thì nó sẽ thay bằng anh, là nữ thay bằng chị, và không biết nam hay nữ thì sẽ thay bằng bạn. Phone và email là điện thoại và email của khách hàng. Trong một số trường hợp là các bạn không muốn là chào anh chị, thì như hôm trước thì có một bạn ấy sử dụng fanpage, và khách hàng của bạn ấy là chủ yếu là những người lớn tuổi, từ 50 tuổi trở lên. Thì nếu mà những người trẻ mà chào khách hàng lớn tuổi mà là anh thì có vẻ không hợp lý, thì bạn ấy sử dụng cái câu xưng hô đó là chào chú, chào cô hoặc là chào quý khách. Thì thay vì chúng ta sử dụng anh chị và bạn thì các bạn có thể sử dụng cái cấu trúc này, gender 2 chấm và cái tên xưng hô của người là nam nữ, và những người không biết là nam hay nữ thì như nào. Thậm chí là nếu mà các bạn là fanpage mà chúng ta khách của chúng ta là người nước ngoài thì chúng ta có thể thay bằng Mr. hoặc là Miss vân vân, chúng ta thay đổi cách xưng hô, thay vì thay cho chúng ta dùng anh chị hoặc là bạn. Ok, thì sau đây thì tôi sẽ đi vào phần thực hành, demo thực hành trong những kịch bản số 1, kịch bản về tặng quà hoặc là kịch bản về bán hàng. Đầu tiên thì tôi sẽ tạo ra một blog tặng quà, sau đó thì tôi sẽ tạo ra form để thu thập thông tin khách hàng như là số điện thoại, email, địa chỉ để nhận quà. Sau đó thì tôi sẽ tạo ra cái link giới thiệu, gọi là link web, link giới thiệu, và mình sẽ test kịch bản xem là chạy ok hay chưa. Nếu ok rồi thì mình sẽ gửi link cho bạn bè, cho khách hàng, mọi người vào đăng ký và mình có thể xem được danh sách những người đã để lại thông tin. Và đây là cấu trúc của link web. Link web thì nó sẽ có dạng là m.me/tên fanpage của mình và chấm hỏi web bằng là cái tên blog của mình. Thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều anh chị khi mà livestream ở trên tường cá nhân ấy, thì các bạn hay để ở trên cái chốt đó là anh bấm cái đường link này để nhận quà bên trong đó. Thì đấy chính là đường link để chọn vào kịch bản tặng quà ở trong chatbot. Và bên cạnh cái việc chúng ta dùng link thì thường áp dụng cho những khách hàng đang online, họ có thể bấm vào link để vào trong chatbot của mình. Còn với trường hợp mà khách hàng ở offline, ví dụ khách hàng đến cửa hàng của mình hoặc là khách hàng tham dự một cái chương trình ở trong hội trường, thì khách hàng có thể là mình tạo ra một cái mã QR code, là khách hàng lấy mobile, họ sẽ quét mã QR code, thì khi khách hàng quét mã QR code cũng sẽ được đưa vào kịch bản của chúng ta. Thì tôi sẽ demo cách chúng ta tạo ra cái mã QR code như thế nào. Ok, các bạn đã sẵn sàng để bước sang phần thực hành chưa? Nếu mà đã sẵn sàng rồi thì comment sẵn sàng nha, hãy comment sẵn sàng ở bên dưới để chúng ta chuyển sang chủ đề đó là demo tạo ra kịch bản tặng quà trên chatbot như thế nào. Hãy comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu thực hành nhé. Ok, chúng ta hãy tiếp tục comment để chúng ta giao lưu với nhau và giúp cho khán phòng trở nên năng lượng hơn. Ok, xin cảm ơn các bạn. Ok, thì giờ phần thực hành thì tôi sẽ truy cập vào cái trang web có tên là fchat.vn. Các bạn bấm vào sử dụng miễn phí hoặc là đăng nhập luôn, chúng ta bấm vào sử dụng miễn phí đây. Ok, mình đăng nhập.
bình thường thì có hai cách để đăng nhập, tức là cách đăng nhập theo mô hình là cách đăng nhập này nó sẽ chậm hơn, thì nó sẽ phải tải toàn bộ cái fanpage của tôi về, coi như nó làm mới lại các cái kết nối. Còn nếu mà mình muốn đăng nhập nhanh thì mình bấm vào nút đăng nhập ở bên trong bên phải vào đây thì nó chỉ đăng nhập thôi, mà không làm mới lại các cái kết nối với fanpage của mình. Đây ví dụ như là đây là tôi đang có nhiều cái nhiều shop và trong này có rất nhiều fanpage, khoảng mấy trăm fanpage, nên là mình đăng nhập theo cái cách kia thì nó hơi lâu, bởi vì nó phải làm mới lại tất cả kết nối đến các cái fanpage này. Thì mình sẽ đăng nhập theo cách ví dụ bây giờ nha, ví dụ mình đăng mình về đây, ví dụ các bạn đăng nhập, ví dụ đây là cái nút đăng nhập, mình bấm vào đây sẽ nhanh hơn. Ok, thì đây là tôi đang ở trong trong shop của mình rồi, và hiện tại thì shop của tôi có hai fanpage Nguyễn Trọng Thơ và Anet Academy. Thì để mà kết nối fanpage mới thì các bạn sẽ bấm vào dấu cộng này để chúng ta có thể kết nối một cái fanpage mới hoặc là một Zalo page mới ở đây. Ok, và bây giờ tôi sẽ vào bên trong. Ok, đây là những cái kịch bản mà trong cái trang book của tôi, đây là những kịch bản trang book, đây là những cái blog. Ví dụ như là blog welcome này, thì đây là nội dung tin nhắn của blog welcome. Ai đó lần đầu tiên vào fanpage của tôi thì sẽ nhìn thấy cái nội dung tin nhắn này. Ok, và đầu tiên nha các bạn, theo dõi là đầu tiên thì chúng ta tôi tổng to để chúng ta có thể xem rõ hơn. Chúng ta sẽ tạo ra một cái nhóm mới. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Nếu mà chúng ta nhìn rõ thì comment số 2 nhé. Nếu mà nhìn rõ chữ thì comment số 2, nếu mà chúng ta nhìn rõ. Ok, cảm ơn các bạn. Tôi sẽ tạo ra một cái nhóm mới. Ok, thì tôi đặt tên là nhóm Anh Chữ Lan. Đây là nhóm để mình quản lý các blog. Đây là dành cho những blog ở trong lớp học của chúng ta. Tôi sẽ bấm vào dấu cộng để tạo ra một blog mới. Và đây là blog mà tôi đổi tên. Ví dụ như là tôi đặt cái tên là tặng quà. Ví dụ như là quà tặng ngày 2 tháng 9 đi. Tên quà tặng là quà tặng ngày 2 tháng 9. Và khi ai đó họ vào trong blog của mình, họ vào trong chatbot và đi thẳng đến blog của mình, thì chúng ta hình dung là chatbot nó giống như một ngôi nhà ấy. Và khách hàng họ có thể đi qua sảnh chính, đi qua welcome, và sau đó thì vào bên trong, giống như khách hàng đi vào trong sảnh chính của tòa nhà, và sau đó mới đi vào trong các cái phòng, thì mình có thể dẫn khách vào thẳng cái phòng này của mình luôn. Giống như là ở trên website mình dẫn khách vào trang chủ, trong từ trang chủ vào các trang con, thì mình cũng có thể tạo ra được link, sau đó mình dẫn khách vào thẳng cái trang web mà chúng ta mong muốn. Thì khi khách hàng vào kịch bản này của tôi, thì tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho khách hàng đó là tin nhắn chào mừng, là chào mừng ai đó để thăm trang bút, để thăm fanpage của chúng ta. Ví dụ như này. Ví dụ như là tôi sẽ sử dụng giới tính đi, ví dụ như là gender. Tôi sẽ thay bằng gender, tức là chào mừng anh. Chào mừng anh hoặc là chào mừng chị. Tiếp đến thì tôi sẽ sử dụng là họ tên của khách hàng. Thì chúng ta có biến có tên là full name, tức là chào mừng anh Nguyễn Trọng Thơ và chào mừng chị gì đó cho nên khách hàng nữ.
OK, và tin nhắn đầu tiên thì tôi chào mừng, sau đó thì tôi giới thiệu về món quà mà khách hàng sẽ nhận được, và sau đó thì tôi đề nghị khách hàng là hãy để lại số điện thoại để nhận quà. OK, và để mà hỏi xin thông tin về số điện thoại của khách hàng thì các bạn sẽ sử dụng một cái đối tượng ở trong này, ở trong phần tin nhắn này thì các bạn có thể thêm vào văn bản, hình ảnh, video, danh sách sản phẩm vân vân, và có rất nhiều đối tượng khác, và chúng ta bấm vào More thì chúng ta xem thêm các đối tượng khác. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng đối tượng nếu mà hỏi xin số phone là hỏi xin số điện thoại của khách hàng. OK, và nó đã tự động hiện ra dòng text tin nhắn đó là số điện thoại của sender là, và khi khách hàng để lại số điện thoại thì nó sẽ lưu vào biến một tên là phone. Và đối tượng yêu cầu phone này nó có một đặc điểm rất là hay, đó là nó tự động hiển thị số điện thoại của khách hàng lên. Tức là nếu mà chúng ta khách hàng đăng ký Facebook bằng một cái tài bằng một cái số điện thoại nào đó thì số điện thoại đó sẽ được hiển thị lên luôn để khách hàng bấm chọn thì thay vì khách hàng phải gõ. OK, và tiếp tục tôi sẽ hỏi trên địa chỉ email của khách hàng và đối tượng, và chúng ta sẽ chọn đối tượng có tên là user email. User email là hỏi trên email của khách hàng, và nó sẽ tự động hiển thị email khách hàng lên, và khách hàng bấm vào email và sẽ tự động lưu vào việc có tên là email. Và tiếp tục, nếu mà tôi muốn hỏi khách hàng các cái thông tin khác, ví dụ như là địa chỉ nhận quà vân vân, thì tôi sẽ bấm vào dấu cộng, và lúc này tôi chọn đối tượng có tên là user input. User input là chúng ta hỏi thông tin của khách hàng bất cứ một cái thông tin nào. Ví dụ như là tôi đặt câu hỏi là OK, và kiểu dữ liệu đó là ký tự, và khi khách hàng nhập địa chỉ thì chúng ta sẽ lưu vào một cái biến, ví dụ chẳng hạn như là tôi sẽ lưu vào biến có tên là address, là biến địa chỉ của khách hàng. Ở đây chúng ta có thể nhập bất cứ một cái tên biến gì, ví dụ chẳng hạn như là địa chỉ hoặc là DC đều được hết, hoặc là chúng ta sử dụng một cái biến có sẵn ở trong hệ thống. OK, và nếu mà các bạn muốn thêm câu hỏi khác thì các bạn sẽ bấm vào thêm dòng để chúng ta thêm các câu hỏi khác. Chỉ có trường hợp là phone và email thì chúng ta có thể sử dụng riêng hai đối tượng này, để nó tự động hiển thị số điện thoại, tự động hiển thị email để khách hàng chỉ được bấm chọn mà thay vì khách hàng phải nhập. OK, và mục tiếp theo thì các bạn có thể bấm vào lưu vào danh sách đăng ký, chúng ta bấm vào lưu vào danh sách đăng ký. Thì những ai mà để lại thông tin thì chúng ta có thể xem được danh sách đăng ký ở đây, chúng ta bấm vào đây để xem danh sách đăng ký đây. Hoặc là chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem danh sách những người đã đăng ký, những người đã để lại số điện thoại, email và địa chỉ. OK, và sau khi chúng ta đã hỏi thông tin về số điện thoại, email và địa chỉ của khách hàng rồi thì chúng ta cần phải có một cái tin nhắn tổng kết, tin nhắn chúc mừng là khách hàng đã đăng ký thành công. Chúng ta bấm vào thêm đối tượng văn bản này. Tin nhắn này sẽ là chúc mừng khách hàng đã đăng ký thành công. Ở bên trên chúng ta sẽ dùng full name, thì ở bên dưới thì khách hàng đã thân thiết rồi thì chúng ta có thể dùng name và tên của khách hàng. Chúng ta tổng kết lại là những cái thông tin mà khách hàng đã nhập. OK, thì nếu là sản phẩm vật chất nhé thì chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ gửi quà đến địa chỉ của khách hàng trong vòng 1 đến 2 ngày tới. Còn với những sản phẩm là nội dung số, ví dụ như là ebook hoặc là video chẳng hạn, thì chúng ta sẽ bảo khách hàng là hãy bấm vào cái nút bên dưới để nhận quà. Thì ở trong mỗi một tin nhắn văn bản như thế này thì chúng ta được thêm tối đa là 3 nút bấm. Các bạn có thể thêm tối đa là 3 nút bấm. Ví dụ chẳng hạn như là ở đây là tôi đang tặng khách hàng ebook gửi tin nhắn hàng loạt khách hàng, thì tôi sẽ có một đường link ra, đây là đường link lên ebook của tôi copy đường link này, tôi copy đường link này và tôi đặt vào trong tin nhắn, thì chúng ta bấm vào nút là thêm nút
và sau đó mình đặt tên, ví dụ như là tải ebook này. Nút bấm thì nó có 3 loại, một loại là bấm vào nút thì nó sẽ chuyển hướng sang một blog khác, nó sẽ chuyển hướng sang một blog khác. Một loại là bấm vào nút thì sẽ chuyển về một đường link, một trang web vào đó. Và một loại là bấm vào nút thì sẽ gọi điện thoại cho số hotline của chúng ta. Và bấm hoàn tất. Chúng ta có thể thêm tối đa 3 nút đó vào đây. Ok, và sau khi mà tôi đã tạo xong kịch bản, một là giới thiệu món quà, hai là thu thập thông tin khách hàng, và tiếp đến là tin nhắn tổng kết, và khách hàng có thể tải được cái ebook này của tôi. Thì nếu mà trường hợp mà mình tặng cho các sản phẩm nội dung số như này thì mình sẽ bảo khách hàng là ok. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra chạy lại xem là kịch bản đã chạy ok chưa nhỉ. Và chúng ta sẽ bấm vào nút test report này. Nó đã chuyển hướng sang cái trang web của Messenger. Hôm nay nhảy đấy mà Messenger lại hơi chậm thật. Lúc chờ Messenger tải thì tôi giới thiệu thêm với các bạn là ở đây chúng ta có thể tạo ra đường link này. Đấy, mình tạo ra đường link giống như mình tạo ra một trang web, sau đó mình gắn link vào trang web đấy, thì các bạn bấm vào biểu tượng link này nhé. Sau đó mình đặt tên cho trang web của mình, cho cái blog của mình, ví dụ như quà mùng 2/9 này. Ok, và như vậy là tôi đã tạo ra một đường link, đường link đến cái kịch bản này của tôi, và tôi có thể copy đường link này, tôi gửi cho ai đó thì mọi người sẽ vào chung kịch bản của tôi để nhận quà. Và đây tôi mở tab mới ra. Messenger hôm nay có vẻ chậm. Ok. Nó hỏi là số điện thoại của tôi là gì. Thì vì là tài khoản Facebook của tôi thì tôi đã ẩn số điện thoại rồi, thì thành ra nó không hiển thị số điện thoại đây lên. Thì khi các bạn test thì các bạn sẽ nhìn thấy số điện thoại của mình hiển thị lên đây nhá. Ví dụ tôi sẽ nhập số điện thoại. Nó hỏi là địa chỉ email của tôi là gì, và nó hiển thị email của tôi lên luôn. Đấy, mình chỉ bấm chọn thôi và không phải nhập email vào. Hôm nay Messenger hay chậm chậm thế nào.
ok, và tôi đã nhận được tin nhắn chúc mừng. Thì chúc mừng về những thông tin mà tôi đã nhập vào ở đây và có nút bấm tải ebook ngay. Ok, cả nhà nhìn rõ không ạ? Nếu mà chúng ta nhìn rõ kịch bản thì chúng ta hãy comment là hôm nay số 1 nha, nếu mà chúng ta vẫn đang quan sát và chúng ta nhìn rõ kịch bản. Hôm nay Messenger có vẻ chậm quá. Ngày lễ chắc mọi người dùng Messenger nhiều. Ok, cảm ơn các bạn. Và bước tiếp theo là tôi cần phải tạo ra một, đây là tôi đã có đường link rồi nha, tôi đã có đường link ở đây rồi. Và bước tiếp theo thì tôi sẽ tạo ra một cái mã QR code để khách hàng có thể là quét, dùng mobile quét cái mã QR code đấy và nhảy vào trong kịch bản của tôi luôn. Ok, các bạn có thể vào phần Growth Tool này, phần để làm sao mình tăng trưởng subscribe lên. Phần Growth Tool đó mình chọn link red và chỗ quản lý các cái link red. Ok, và chúng ta bấm vào lấy link. Ở đây link thì đây là, ở đây là chỗ quản lý các cái link net, đây là cái link mà tôi vừa tạo ra, đây đây là link net này. Ok, và đây là phần mình có thể lấy cái mã QR code ứng với link này. Ví dụ chúng ta bấm vào QR code và đây là mã QR code nha, đây là mã QR code. Và chúng ta có thể tải cái ảnh này về và chúng ta đưa vào trong tờ rơi những cái ấn phẩm của quảng cáo, và khách hàng có thể quét cái mã QR code này cũng sẽ nhảy vào trong kịch bản của lớp của chúng ta luôn. Ok, và bên cạnh cái việc là chúng ta tạo QR code bằng công cụ ở trong phần GoTool này, chỗ link ghép này, thì các bạn cũng có thể dùng một cái nền tảng khác, một cái phần mềm nào đó bên ngoài. Ví dụ giả sử như là đây là blog của tôi. Ok, và tôi đã có cái link này rồi. Tôi đã có link này rồi. Thì các bạn có thể dùng một cái phần mềm, ví dụ như là các bạn dùng cái công cụ là QR này. Các bạn dùng cái công cụ có tên là QR.circuit.vn. Thì ví dụ tôi vào đây và tôi kết link này vào. Và sau đó tôi bấm tạo QR code. Thì như vậy là tôi cũng tạo ra một cái mã QR code. Và khi khách hàng quét mã này thì khách hàng cũng sẽ là truy cập vào trang kịch bản của chúng ta luôn. Thì các bạn có thể dùng công cụ này để tạo ra một cái mã QR code ứng với bất cứ một cái đường link nào ở đây. Ok, ví dụ như là đây tôi lấy ví dụ như là tôi có thể chèn được cả avatar. Tôi chèn avatar của mình vào và paste được link vào đây. Và mình tạo ra một cái mã QR code có ảnh avatar của mình ở trong này. Và mình tải cái ảnh này về. Đó, mình lưu ảnh này về và mình có thể lưu vào trong các cái ấn phẩm, các cái tờ rơi. Và khách hàng có thể quét mã này và vào kịch bản của chúng ta luôn. Ok, nếu mà các bạn đã hiểu cái kịch bản tặng quà vừa rồi thì hãy comment là số 2 nhé, comment số 2 nếu mà chúng ta đã hiểu kịch bản vừa rồi. Ok, xin chào các bạn. Và phần này thì tôi sẽ dừng lại khoảng 1-2 phút nhé, dành cho hỏi đáp. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì có thể comment hoặc là có thể bật mic lên đó. Có thể comment hoặc bật mic để chúng ta giao lưu với nhau trong khoảng 1-2 phút trước khi tôi sẽ sang chủ đề tiếp theo. Vâng. Bạn Nhung Mùi hỏi là AdChat có thể dùng với fanpage đúng thôi đúng không? Tức là AdChat có thể dùng với fanpage và Zalo page. Fanpage và Zalo page. Tuy nhiên thì với Zalo thì nó đang có một hạn chế. Với Zalo nó đang có hạn chế, đó là Zalo nó không cho mình tạo cái link này. Thì rất đến là mình không thể tạo được nhiều kịch bản đa dạng như là ở trên fanpage. Nhưng mà hy vọng là sắp tới thì Zalo nó sẽ ra cái tính năng là tạo ra đường link cho các kịch bản này. Zalo thì trong một năm vừa rồi họ đã sửa rất nhiều thứ, họ làm giống như Facebook luôn, nhưng họ vẫn thiếu một thứ, đó là cái link net. Hỏi Google thì hiện tại chưa áp dụng được nha, nhưng mà sắp tới thì sẽ áp dụng được, hiện tại thì chưa áp dụng được. Bạn hỏi là quét QR code bằng ứng dụng gì? Thì trên smartphone, trên các điện thoại smartphone này này, thì những cái loại smartphone đời mới
thì nó đã tích hợp ngay vào trong cái trình chụp ảnh rồi, tức là khi bạn bật cái phần mềm, cái phần chụp ảnh lên thì cần đưa cái mã QR code thôi, nó tự động quét mã rồi. Thì những cái điện thoại smartphone đời mới nó đều hỗ trợ ở trong phần chụp ảnh ấy, là quét mã QR code luôn. Còn nếu không thì các bạn sẽ cài phần mềm là QR code reader. Thì trong những cái điện thoại như điện thoại của tôi là đã có sẵn QR code này. Hoặc là nếu các bạn dùng Zalo, các bạn mở Zalo lên và các bạn bấm vào ô tìm kiếm thì cũng sẽ có biểu tượng quét mã QR code ở bên tay tay phải màn hình. Đấy, và mình có thể quét mã QR code được. Ở trong trong ứng dụng của Facebook, trong ứng dụng của Zalo cũng đều có sẵn cái chương trình làm quét mã QR code. Ok, bạn Tuấn hỏi là mình đã dùng chatbot rồi thì có nên dùng kết hợp với cả email không? Thực ra thì nếu các bạn có đang có hệ thống gửi email thì các bạn cũng nên dùng. Nhưng mà hiện tại như tôi thì tôi vẫn dùng. Nhưng mà tỷ lệ mở email nói chung là thấp. Ví dụ tôi gửi 100.000 email thì chỉ khoảng tầm 10%, tức là 10.000 người là họ mở email ra thôi. Tỷ lệ mở email rất là thấp. Nhưng khi mà tôi gửi Messenger thì tỷ lệ mở Messenger có thể từ 50-70%. Ok, và chúng ta sẽ sang chủ đề tiếp theo nhé. Ok, cả nhà hãy comment số 1 đi, comment số 1 để chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo nhé. Lớp mình rất tuyệt vời và chúng ta chuyển sang tư lượng năng lượng. Nếu là khách hàng học viên trả phí thì tư lượng và học tập bao giờ cũng tốt hơn là những cái chương trình mà học miễn phí. Những anh chị là những người quan tâm thật sự. Ok, và trong rất nhiều trường hợp mà nếu mà chúng ta hỏi khách hàng theo dạng từng câu như này, và nếu mà chúng ta hỏi nhiều thì ra thì sẽ có một cái vấn đề. Nếu mà chúng ta hỏi nhiều thì khách hàng họ có thể trả lời một câu, hai câu, ba câu, và nếu hỏi tiếp thì họ sẽ không trả lời nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cách thứ hai, đó là chúng ta dùng đối tượng có tên là web form, tức là chúng ta hiện ra một cái form luôn và trên đó sẽ hiện ra các cái ô để khách hàng nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ, thành phố, quận huyện, v.v. Chúng ta cũng đã tạo ra một cái form đăng ký, một cái form đặt hàng ở trên nền tảng chatbot luôn. Và tôi sẽ demo các chị cái cách để chúng ta tạo ra một kịch bản tặng quà nhưng không phải hỏi từng thông tin như này nữa mà chúng ta sẽ dùng web form. Ok, cả nhà sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì comment sẵn sàng nhé, để chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo. Hãy comment sẵn sàng nhé, chúng ta chuyển sang chủ đề tiếp theo là tạo ra kịch bản tặng quà nhưng bây giờ không phải dùng hỏi từng thông tin mà dùng web form. Và tôi cũng demo các bạn cái cách để chúng ta nhân bản kịch bản như thế nào. Ví dụ giả sử như là tôi đã tạo xong một kịch bản này rồi và tôi muốn là tặng kịch bản này cho ai đó hoặc là sao chép kịch bản này sang một fanpage khác thì tôi sẽ làm thế nào. Tôi lấy ví dụ nha, ở đây nó có một cái nút có tên là nhân bản hay là copy hay là sao chép blog này. Tôi bấm vào đây, thì tôi có thể là copy được link này, và sau đó thì tôi mở ra một cái trang web và tôi bấm vào đây, và sau đó thì tôi sẽ chọn ví dụ như tôi muốn sao chép sang một cái fanpage, khác hoặc tôi bấm vào đây thì như vậy nó sẽ tự động tạo một bản sao ở trên fanpage này luôn, tạo một bản sao kịch bản trên fanpage này. Ok, và nếu mà tôi gửi lên tới link này cho một ai đó, ví dụ tôi gửi lên cho các bạn, thì các bạn có thể sao chép kịch bản tôi vừa làm vào trong fanpage của các bạn luôn và các bạn có thể chỉnh sửa được. Ở đây thì tôi sẽ sao chép ở bên trong một fanpage, trong fanpage hiện tại của tôi, và tôi sẽ chọn cái này và tôi chọn blog, tôi sẽ sao chép kịch bản này ở bên trong blog này và mình bấm lưu. Ok, và các bạn thấy nó tạo ra một blog này, đây là bản cũ, đây là bản gốc, đây là bản sao này, bản copy, và tôi đổi tên nó, ví dụ như là đây là platform. Và bây giờ mình không hỏi từng câu nữa và mình sẽ xóa cái này đi. Ok,
chúng ta sẽ thêm một đối tượng ở đây, chúng ta có thể bấm ở dấu cộng ở đây để chúng ta thêm đối tượng. Các bạn có thể bấm dấu cộng ở đây để thêm đối tượng này. Đấy, hoặc là chúng ta bấm dấu cộng ở đây. Thì tôi muốn thêm ở đây, tôi sẽ bấm dấu cộng ở đó. Đây chúng ta có đối tượng ở bên cạnh, nó có tên gọi là web form. Ok. Và chúng ta bấm vào là chúng ta đổi tên của form này. Ví dụ như là đăng ký Facebook. Chúng ta có thể đặt tên của những cái mục này. Ví dụ như là đây là họ và tên. Ví dụ chúng ta muốn lấy thông tin là địa chỉ email. Ngày sinh. Ở đây tôi ví dụ nha, tôi sẽ demo lấy nhiều thông tin. Chẳng hạn như là nếu như sản phẩm của mình có nhiều size, nhiều kích thước khác nhau hoặc là nhiều màu sắc khác nhau và chúng ta muốn khách hàng là chọn một cái màu nào đó, ví dụ tôi sẽ khách hàng là chọn màu. Ok, thì ví dụ như vậy để các bạn hình dung là trong trường hợp chúng ta muốn lấy nhiều thông tin như thế này thì chúng ta phải dùng platform để khách hàng nhập cho nó nhanh và khách hàng biết là phải nhập chính xác những thông tin gì. Chúng ta chọn cái kiểu dữ liệu là gì, họ tên này, email là kiểu dữ liệu phải là email, số điện thoại kiểu dữ liệu phải là kiểu số, ngày sinh phải là kiểu ngày tháng năm, chúng ta nhập ngày tháng năm. Thì khi nếu mà các bạn có fanpage, ví dụ các bạn có cửa hàng và các bạn muốn là khách hàng phải đăng ký thành viên và chúng ta sẽ hiện ra một cái form là nhập họ tên này, nhập ngày sinh và số điện thoại là họ phải đăng ký thành viên. Và sau khi đăng ký thành viên xong thì mình sẽ có thể là tặng cho một cái phần quà, ví dụ chẳng hạn mua một tặng một hoặc là coupon giảm giá là 20 thậm chí là 50% đấy, thì nếu họ là thành viên rồi. Ok, tỉnh thành này, tỉnh thành thì kiểu dữ liệu là tỉnh thành, quận huyện, kiểu dữ liệu là quận huyện và địa chỉ là ký tự. Còn chọn màu, chọn màu thì kiểu dữ liệu là kiểu lựa chọn, tức là cho khách hàng chọn một trong những cái giá trị ở bên dưới. Ví dụ chẳng hạn như là màu ok, ví dụ như tôi có 3 màu để khách hàng chọn một trong 3 màu này. Ok, và sau khi khách hàng nhập xong thì nó cần phải lưu dữ liệu và một cái biến nào đó để chúng ta có thể sử dụng lại ở những cái tin nhắn ở bên dưới. Thì ví dụ khách hàng nhập họ tên thì mình sẽ chúng ta có thể đặt tên bất kỳ, ví dụ như họ tên hiểu được hoặc là HP đều được, tức là có thể đặt một cái tên biến bất kỳ. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng một cái biến ở trong hệ thống, ví dụ như là biến full name. Biến full name là biến ở trong hồ sơ của khách hàng email này, số điện thoại, ngày sinh này, các bạn có thể nhập tên biến bất kỳ hoặc là sử dụng các biến có sẵn ở bên trong. Một số bạn đã hỏi là vậy thì danh sách những cái biến này nó nằm ở đâu, có những biến này nó nằm ở đâu, thì chiếc biến này nó nằm ở trong hồ sơ khách hàng. Ví dụ như chúng ta bấm vào một cái khách hàng nào đó đây, ví dụ tôi bấm vào một khách hàng nào đó trong này đây. Thì đây là những cái biến ở trong hồ sơ, ví dụ đây là user ID này, đây là full name này, đây là email này, phone này, address này, vâng. Thì đây là những biến nằm trong hồ sơ khách hàng. Đấy, thì mỗi một khách hàng nó sẽ có một danh sách những cái biến như vậy và chúng ta có thể, các bạn có thể thêm các biến vào trong này. Đấy, các bạn có thể thêm các biến ở đây. Đây là những cái biến mà tôi đang thêm ở bên dưới. Mình muốn lưu thêm các thông tin gì của khách hàng thì các bạn có thể thêm vào được. Ok, và tôi chọn là lưu vào cái khách đăng ký để mình có thể là xem lại cái khách đăng ký ở trong mục này hoặc là khách đăng ký ở đây. Ok, mình chọn tiếp là Notify. Notify nghĩa là gì? Là khi một ai đó mà họ vào họ xem cái form của mình thì nó sẽ có một cái post nổi lên là có một ai đó vừa đăng ký xong. Ví dụ thứ 3 giây chẳng hạn, lại hiện ra một thông báo là có ví dụ vừa đăng ký xong, có ra vừa đăng ký xong
Vâng, ở gì đấy gọi là notify. Notify là thông báo là có khách hàng mới đăng ký, và khoảng cách giữa các lần thông báo là 3 giây. Và sau khi khách hàng đã điền xong thông tin ở bên trên này thì mình có thể hiển thị ở bên dưới. Mình có thể hiển thị ở bên dưới này, ví dụ như là họ tên, email, địa chỉ. Ví dụ như là mình có thể lấy ra thông tin là màu sắc là gì. Ok, và những cái thông tin ở bên này thì chúng ta có thể đưa vào trong tin nhắn ở bên dưới. Và một cái điều nữa các bạn cần chú ý là platform thì nó sẽ không thể tự hiển thị lên được, mà chúng ta cần phải bấm vào một cái nút bấm cho nó hiện ra cái form. Thì ở đây tôi sẽ, ví dụ như tôi có thể xem này, tôi bấm xem form. Đấy, thì tôi trông đây là form của mình, nó sẽ có dạng như này. Đây là form. Tôi cập rất nhiều thông tin và hiện ra cái form này. Và các bạn cũng có thể nhúng form này vào trong cái landing page của mình cũng được. Và tôi sẽ copy đường link. Rồi, tôi bấm đây, tôi copy đường link. Và mình sẽ thêm đường link này một vào trong cái nút bấm. Thì form không thể tự hiển thị cái đường, cho nên khách phải bấm một nút bấm. Ok, ví dụ như là hiện quả 2. Và lúc này thì mình bảo khách hàng là không phải để lại số điện thoại nữa, mà hãy bấm vào để nhận quà này nhé. Đưa mình phải hướng dẫn khách hàng là bấm vào nút bên dưới để nhận quà. Khách hàng bấm vào đây nhận ra form, sau đó điền thông tin xong thì chạy đến tin nhắn ở bên dưới. Ok, và bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem là tin nhắn này hoạt động ok không nhé. Mình bấm vào test report. Ok, chúng ta bấm vào nút là nhận quà ngay. Ok, và đây thì cái form nó hiện lên, tôi đã phóng to nha, chúng ta sẽ nhìn thấy nó như thế này. Họ tên sẽ tự động hiển thị lên, tức là trong hồ sơ khách hàng đã có thông tin gì rồi thì nó sẽ tự động điền vào trong form luôn, khách hàng không phải nhập nữa. Ví dụ đây là số điện thoại, ngày sinh này, đây là thành phố này, quận, ví dụ như là địa chỉ này, nó cũng hiển thị lên luôn này. Màu sắc này, bây giờ ví dụ mọi người là trả tới chọn màu đỏ. Màu sắc thì nó sẽ cho mình chọn một trong những màu này, và mình bấm vào đăng ký. Ok, hôm nay mạng chặn nó bị vấn đề gì đó. Ok, đây là tôi đã nhận được tin nhắn là chúc mừng đăng ký thành công và kèm theo thông tin này. Thì cách chúng ta dùng form thì nó sẽ thuận tiện hơn, và chúng ta sẽ thu thập được nhiều thông tin hơn.
Ok, cả nhà đang theo dõi chưa? Nếu mà chúng ta đã hình dung, chúng ta hiểu rồi thì comment số 1 nhá. Có ai có câu hỏi thì tôi sẽ dừng lại một chút để cho chúng ta đặt câu hỏi nhá. À, có bạn nào có câu hỏi thì chúng ta có thể bật mic để đặt câu hỏi nhá. Giao lưu với nhau khoảng 1-2 phút trước khi đi sang chủ đề tiếp theo. Hello. Vâng, các bạn có câu hỏi thì có thể là comment hoặc mật bích để chúng ta giao lưu với nhau nha. Ok, bạn Phan Ngôn là không có câu hỏi gì luôn. Sao vậy? Sao? Ok, phần chăm sóc tự động thì lát nữa thì tôi sẽ demo các bạn phần chăm sóc tự động sau. Bây giờ mình học từng bước một. Bước một là chúng ta đang tạo ra một kịch bản tặng quà, sau đó là kịch bản bán hàng và có thể đến kịch bản chăm sóc khách hàng tự động luôn. Có tên khách hàng làm sao để chăm sóc tự động, ok thì lát nữa sẽ có đến kịch bản tự động nha. Bạn Nga Nguyễn, ok ok mình tiếp nha. Phần tiếp theo là tôi sẽ đến với các bạn là khi mà chúng ta đã có được thông tin khách hàng rồi, lát nữa mình sẽ đến cái kịch bản chăm sóc tự động. Thì bây giờ mình sẽ sang kịch bản là khi mà khách hàng điền thông tin rồi thì chúng ta sẽ có thể xem thông tin ở đâu, và chúng ta sẽ có thể lưu thông tin khách hàng vào một cái nền tảng, ví dụ như là Google Sheet hoặc là một cái CRM nào đó cũng được. Thì ví dụ các bạn có thể xem được danh sách đăng ký, xem được danh sách đăng ký ở đây. Thì ví dụ tôi vừa mở ra cái danh sách đăng ký này, đây là danh sách những người đã đăng ký này. Mình có thể đặt trạng thái, có thể ghi chú ở đây, có thể đây là thông tin khách hàng. Đấy, thông tin khách hàng ở đây. Và mình có thể export ra Excel để mình quản lý. Thì nếu mà chúng ta vì ở đây tôi đặt chế độ là lưu vào danh sách đăng ký thì Excel sẽ lưu lại một danh sách, còn chúng ta không bấm thì nó sẽ không lưu. Ok, phần tiếp theo này tôi sẽ demo các bạn cách làm sao mình có thể lưu thông tin mà khách hàng đã điền này, thông tin của khách hàng vào một tài liệu Google Sheet của chúng ta. Nếu chúng ta đã sẵn sàng rồi thì hãy comment số 1 ra để chúng ta sang chủ đề, đó là lưu thông tin khách hàng vào Google Sheet. Hãy comment số 1 để bắt đầu chủ đề này. Ok, đó các bạn. Ở đây là tôi chỉ hiển thị lên màn hình thôi và tôi lưu danh sách ở trong AdChat. Tôi bỏ đi thì sẽ không lưu. Ok, mình bấm lưu này. Ok, và bây giờ tôi sẽ thêm một đối tượng. Mình bấm dấu cộng. Bấm vào dấu cộng này. Sau đó thì tôi sẽ chọn đối tượng là lưu vào Google Sheet. Ok, thì đây chúng ta đã có một đối tượng có tên là lưu vào Google Sheet. Thì có hai cách. Cách một là tôi bấm vào kết nối Google Sheet. Thì tôi sẽ kết nối AdChat, kết nối cái chatbot của mình vào trong cái tài liệu Google Sheet của tôi. Cách số 2 là tôi sẽ nhập luôn cái đường link tài liệu Google Sheet vào đây. Thì tôi sẽ demo các bạn cái cách số 2. Ok. Và đầu tiên tôi cần phải tạo ra một cái tài liệu Google Sheet trước. Thì tôi sẽ vào đường link là driver.google.com. Đấy, driver.google.com thì đây là cái chỗ có một ổ địa ảo như thế này. Và tôi bấm một dấu cộng này, bấm dấu cộng để mình tạo ra một cái Google trang tính mới.
đặt tên cho cái file Gosip của mình. Và tiếp đến thì tôi sẽ cần phải lấy được một đường link cho đến cái file Gosip này, tôi bấm vào nút chia sẻ. Ok. Và tôi sẽ lấy đường link đến file Gosip này. Thì tôi chọn thay đổi để tôi thay đổi quyền. Tức là hiện nay thì bất kỳ ai có đường link này thì có thể xem được những thông tin ở trong file Gosip. Thì tôi muốn là những ai có đường link này thì có thể chỉnh sửa được các thông tin trong Google Sheet để chatbot có thể cập nhật được thông tin vào đây. Và sau đó thì tôi sao chép liên kết. Bấm vào đây để sao chép liên kết này. Sau đó mình quay lại thì bạn tức là mình phải lấy đường link và link này thì có quyền chỉnh sửa để chatbot có thể cập nhật thông tin vào. Okay. Và sau đó mình quét thông tin với đường link vào đây. Dán đường link vào đây là xong. Sau đó mình bấm ra bên ngoài. Nếu bấm tụt ra bên ngoài nó sẽ tự lưu lại. Chúng ta có thể tải lại trang web để kiểm tra. Ok, thì nó đã kết nối thành công đến tài liệu Google Sheet của mình. Và bây giờ chúng ta muốn là chúng ta sẽ đẩy cái thông tin gì sang tài liệu Google Sheet. Thì mỗi một thông tin này nó sẽ là một cột, tương ứng một cột ở trong tài liệu Google Sheet đều. Chúng ta gọi là full name này, email này, phone này. Ví dụ như là mình sẽ có là ok, mình có là bất đây và đây là những thông tin mà chúng ta sẽ lưu vào tài liệu Google Sheet này. Rồi mỗi một cái trường này nó sẽ là một cái cột ở trong tài liệu Google Sheet. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại bản để chúng ta test xem là nó lưu vào Google Sheet như nào nhé. Chúng ta sẽ bấm vào Add Report. Đăng ký ngay này. Ok, và chúng ta đã có tin nhắn chúc mừng rồi. Giờ mình chọn vào ca. Và bây giờ chúng ta kiểm tra xem là thông tin đã được lưu vào Google Sheet chưa. Mình bấm vào Open Sheet. Ok, đang làm mạng bây giờ, hôm nay có vấn đề gì đó. Ok, những cái thông tin này đã được lưu vào Google Sheet này.
xem trên điện thoại cái thông tin này. Vừa rồi đến form vừa rồi là tôi không nhập vào màu sắc nên là nó sẽ không hiện ra đây. Ok, cả nhà là do cách chúng ta đẩy thông tin ra Google Sheet ạ. Và hãy comment ok nhá, comment ok nếu mà chúng ta đã biết cách làm rồi. Thế là mình chỉ cần có được link thôi là sẽ đẩy được sang Google Sheet. Ok, và chúng ta sẽ sang chủ đề tiếp theo nhé. Bạn có theo dõi kịp không nhỉ? Rồi, vừa rồi chúng ta mới làm một cái bước đầu thôi, mới là khởi động thôi. Là chúng ta tạo ra cái kịch bản để tặng quà cho khách hàng. Rồi, nhưng mà khi mà khách hàng vào đây rồi, khách hàng vào mua hàng của mình rồi, thì có những người mua, người không mua, có những người điền form, những người không điền form. Thì chúng ta phải có cái cách nào đó để chúng ta sắp xếp, chúng ta phân loại khách hàng và sau đó chúng ta sẽ đưa khách hàng vào kịch bản chăm sóc một cách tự động. Ok, và tôi sẽ demo các bạn một cái kịch bản tiếp theo để mở slide lên. Ok, sau đây tôi sẽ demo các bạn kịch bản đó là auto reply comment. Auto reply comment thì khi mà chúng ta đăng một cái bài viết lên fanpage hoặc là khi chúng ta chạy quảng cáo thì có ai đó họ comment vào bài viết của mình thì nó sẽ chatbot sẽ tự động thay cho nhân viên sẽ trả lời comment đó và sẽ tự động là gửi cho khách hàng một cái tin nhắn luôn, tức là khi khách hàng bình luận mình sẽ tự động trả lời và tự động gửi cho khách hàng một tin nhắn và sau đó mình đưa khách hàng vào trong kịch bản bán hàng hoặc là tặng quà một cách tự động như vậy. Và khi ai đó họ họ comment vào đây, khi ai đó comment thì hệ thống sẽ tự động trả lời comment đó là một, thứ hai là sẽ tự động gửi cho khách hàng một tin nhắn. Ok không ạ? Và bây giờ tôi sẽ demo các bạn kịch bản này và bí quyết người comment trở thành một người inbox và trở thành subscriber của mình và đưa họ vào trong kịch bản bán hàng hoặc là tặng quà một cách hoàn toàn tự động và sau đó thì mình sẽ đưa họ vào trong kịch bản chăm sóc khách hàng tự động mỗi ngày. Ok, hãy comment sẵn sàng để chúng ta sang chủ đề tiếp theo nhé. Hãy comment sẵn sàng để chúng ta sang chủ đề tiếp theo ạ. Và để làm điều này thì tôi sẽ vào cái mục có tên là keyword. Keyword chính là cái mục mà chúng ta cài đặt các cái từ khóa cho bình luận và cho nhắn tin. Ok, thì ở đây tôi đang có một cái bài viết, tôi sẽ vào cái fanpage của tôi. Ví dụ như là ở trên fanpage của tôi thì tôi có một cái bài viết. Đây là demo kịch bản auto reply này. Hãy chấm để nhận quà ở bên trong. Đấy, thì đây là có một số người họ chấm vào đây. Và tôi sẽ cài đặt kịch bản cho cái bài viết này. Cứ ai đó vào đây comment một gì đó thì tôi sẽ tự động trả lời và tự động gửi cho họ một tin nhắn. Ví dụ đây là cái bài này. Ok, mình xóa cái này đi. Và tôi sẽ cài lại kịch bản cho
Các bạn biết này. Đầu tiên thì chúng ta ở đây nó có hai loại từ khóa keyword, một là từ khóa bình luận, hai là từ khóa về tin nhắn. Thì tôi bấm vào là cộng từ khóa bình luận mới này. Và có khi người dùng bình luận trên fanpage bất kỳ nội dung gì, hoặc là người dùng bình luận những nội dung mà chứa một trong những từ khóa bên dưới, ví dụ chúng ta có thể ghi những từ khóa là chẳng hạn như là báo giá này, vâng vâng, thì nếu mà người dùng bình luận chứa những từ này thì kịch bản sẽ được kích hoạt và hoạt động. Ở đây tôi sẽ demo là khách hàng bình luận bất cứ nội dung gì ở trong bài viết của mình. Ở đây là kịch bản là trong tất cả bài viết hoặc là trong một bài viết cụ thể. Thì thông thường thì tôi sẽ có một kịch bản áp dụng cho tất cả bài viết, và sau đó là kịch bản áp dụng cho từng bài viết nào đó. Thì nếu một bài viết mà chưa được cài thì nó sẽ sử dụng kịch bản cho tất cả bài viết. Tôi sẽ chọn là một bài viết cụ thể ở đây, và mình sẽ chọn bài viết, ví dụ như là tôi sẽ chọn là cài đặt cho kịch bản là demo đây, demo kịch bản auto hết cài. Ok, và đó đây chính là ID của cái bài code đó, ID fanpage, ID bài code. Và tiếp đến thì nếu mà tôi muốn là tổ chức một cái mini game và tôi bảo khách hàng là hãy comment và tag 3 người bạn vào đây, thì tôi sẽ tặng cho bạn một món quà này. Thì tôi sẽ yêu cầu là khách hàng là phải tag comment và tag 3 người. Thì tôi tích vào đây là kiểm tra xem là số lượng khách hàng, số lượng bạn bè được tag vào đây là bao nhiêu người. Nếu mà tag từ 3 người trở lên thì sẽ được kích hoạt kịch bản ở bên dưới. Còn trong trường hợp này thì tôi không yêu cầu khách hàng phải tag, thành ra tôi sẽ tắt cái một cái đi, không kiểm tra là số lượng ứng dụng được tag nữa. Và tiếp đến thì tôi sẽ cài đặt nội dung để trả lời bình luận này. Thì tôi sẽ copy nội dung ở bên dưới này, copy và mình paste vào đây. Đây là mẫu kịch bản thôi, thì chúng ta có thể copy và paste vào đây. Ví dụ như là chào Phu Lê, chào anh Nguyễn Trọng Thơm. Bạn hãy, ở đây tôi đang dùng một cơ chế có tên gọi là spin content. Thì với trường hợp mà chúng ta trả lời bình luận nhé, thì các bạn chú ý như này. Khi chúng ta trả lời bình luận, bởi vì cái nội dung trả lời này nó được public và tất cả mọi người đều nhìn thấy. Và nếu mà chúng ta trả lời bình luận với một nội dung giống hết nhau, ví dụ chẳng hạn khách hàng hỏi rất nhiều câu hỏi khác nhau mà chúng ta lại trả lời với cùng một nội dung giống hết nhau, thì nó là vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook. Và như vậy là để mà chúng ta tạo ra những nội dung nó khác nhau hoàn toàn, mỗi một người bình luận chúng ta lại trả lời nội dung khác nhau, thì một trong nhân cách thì tôi đang sử dụng đó là full name, tức là đưa tên của khách hàng vào trong nội dung bình luận để chúng ta tạo ra những nội dung bình luận khác nhau. Thứ hai là tôi sử dụng cái cơ chế đó là spin content. Đây, spin content này. Đấy, và spin content thì nghĩa như vậy, ví dụ như ngày trước nếu mà ai đó đã từng làm cái việc là đăng bài auto trên hàng nghìn diễn đàn đồng thời, tức là một bài viết thì đăng hàng nghìn diễn đàn, và để cho Google không phải, thì chúng ta phải tạo ra những nội dung nó không được giống nhau bằng cơ chế gọi là spin content. Tôi lấy ví dụ như vậy, nếu mà tôi có hai cụm từ A1, A2 và cụm từ là B1, B2, B3, thì khách hàng thứ nhất sẽ nhận được tin nhắn là A1, B1. Khách hàng thứ hai sẽ nhận được tin nhắn là A1, B2. Khách hàng tiếp theo sẽ nhận tin nhắn là A1, B2. Khách hàng tiếp theo nhận được tin nhắn là A2, B1, vân vân. Đấy, thì như vậy là nó sẽ lấy ngẫu nhiên một trong hai từ này để gửi cho khách, và ngẫu nhiên một trong ba từ này để ghép lại thành một cái tin nhắn của chúng ta. Đấy gọi là cơ chế spin content, nội dung quay vòng. Và ví dụ như trong trường hợp ví dụ này, trong cái mẫu tin nhắn này thì mình sẽ ghi là chào full name, bạn hãy này check inbox để được tư vấn nhé, hoặc là chào full name, bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn để được trao đổi trực tiếp nhé. Tức là sẽ ghép lại các cái cụm từ, những cái từ đồng nghĩa nhỉ, để tạo ra những mẫu nội dung khác nhau. Thế như vậy khi khách hàng họ vào, họ đọc vào cái bài trả lời bình luận của mình thì sẽ thấy là mình đang trả lời nội dung không giống nhau, nó sẽ không bị vi phạm chính sách của Facebook. Ok, thì đây là ví dụ thì tôi sử dụng nội dung này, và các bạn có thể điều chỉnh nội dung cho phù hợp với cả cái văn phòng trên cái bài post của mình, trên cái fanpage của mình. Và sau khi mình đã trả lời bình luận rồi thì nội dung này có thể không bắt buộc, các bạn có thể không cần phải trả lời bình luận, và chúng ta sẽ sang một phần tiếp theo, đó là tự động
gửi cho khách hàng một tin nhắn, tức là mình sẽ gửi tin nhắn từ fanpage và messenger của khách hàng. Ok, và theo các bạn là khi một ai đó họ bình luận vào fanpage của mình thì họ đã trở thành subscriber rồi chưa? Khi ai đó họ bình luận vào fanpage của mình họ đã là subscriber chưa? Đấy, comment 1 thế mà đào rồi hoặc là comment 2 là chưa? Thế các bạn, 1 hay là 2 là 1 là đã trở thành subscriber rồi và 2 là chưa? Một ai đó họ bình luận vào fanpage của mình họ đã là subscriber chưa? 1 là rồi và 2 là chưa? Và tỷ lệ đang là 50-50, 50 là chọn 1 và 50% là chọn là 2. Một ai đó họ bình luận vào fanpage của mình, họ chưa phải là subscriber trên Messenger. Tức là chúng ta có một cái fanpage giống như một ngôi nhà ấy, thì nó có cửa trước và cửa sau. Cửa trước chính là fanpage, tức là khách hàng vào fanpage, like fanpage, nhìn thấy cái bài đăng trên fanpage và họ tương tác ở những cái bài đăng trên fanpage. À, và khi ai đó họ comment vào bài post của mình, họ like một cái bài post của mình thì họ vẫn chưa đi vào bên trong cái hệ thống của bên trong của mình, đó là Messenger. Đấy. Thì khi một ai đó họ inbox vào trong Messenger của fanpage ấy, đấy, tức là họ đi vào bên trong nhà của mình rồi thì họ mới trở thành một subscriber, một thuê bao ở trong Messenger. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và fanpage ở bên ngoài là cửa bên ngoài, còn Messenger là cửa bên trong. Đấy, thì một ai đó đứng ở sảnh ngoài chưa chắc đã có mặt ở sảnh bên trong. Đấy, thì chúng ta phải biến một người comment trở thành một người inbox, trở thành một subscriber để chúng ta có thể là chăm sóc họ hàng ngày, có thể nhắn tin cho họ hàng ngày được. Đấy, thì đáp án đó là số 2, là người này chưa phải là subscriber. Một ai đó họ comment thì Facebook cho phép mình gửi cho họ một tin nhắn thôi. Đấy, thì có hai trường hợp xảy ra. Nếu như người này đã là subscriber rồi, nếu như người này đã từng inbox rồi thì tôi sẽ gửi ngay cho họ vào kịch bản. Ví dụ như tôi gửi luôn cho họ vào kịch bản là tặng quà đây. Ok, nếu mà người này đã từng inbox trước đây rồi, họ comment nhưng họ đã từng inbox rồi thì sẽ đưa họ vào kịch bản tặng quà tôi đọc luôn. Đấy, và chào mừng anh Nguyễn Trọng Thơ và tôi có món quà tặng bạn, hãy để lại hãy bấm vào nút bên dưới để nhận quà này. Đấy, thì sẽ đưa khách hàng vào kịch bản tôi đọc luôn. Còn trường hợp nếu như khách hàng này chưa từng inbox trước đây, chưa phải là subscriber thì mình được phép gửi cho khách hàng một tin nhắn. Ok, tôi lấy ví dụ như này. Tôi lấy ví dụ là tôi sẽ, vì khách hàng chưa phải là subscriber cho nên tôi sẽ đề nghị khách hàng là hãy gõ ok để nhận ebook ngay nhé. Và đây tôi gợi ý cho khách hàng là hãy gõ ok để xác nhận và nhận ebook ở bên trong. Và khi khách hàng gõ ok hoặc là họ gõ bất cứ nội dung gì, lập tức họ sẽ trở thành subscriber và khách hàng này sẽ được tự động đưa vào trong kịch bản tặng quà của tôi. Chỉ cần họ gõ ok hoặc là bất cứ cái gì, ok cả mồi thôi, họ gõ ok hoặc bất cứ cái gì thì sẽ được đưa vào trong kịch bản tự động. Cách số 2 là trong tin nhắn này thì chúng ta được phép kèm thêm là tối đa là 3 nút bấm. Ví dụ tôi sẽ thêm nút bấm vào đây, ví dụ mình đặt tên là ok và mình chọn ở đây là khi khách hàng bấm một nút này thì tôi sẽ hướng khách hàng đến là kịch bản tặng quà, ví dụ như kịch bản tặng quà bằng web form này và hoàn tất. Ok, và như vậy tôi sẽ bảo là khách hàng là hãy gõ ok hoặc ok, và như vậy khi khách hàng gõ ok cũng trở thành subscriber và đưa vào kịch bản này, hoặc khi khách hàng bấm một nút nhận ebook này cũng sẽ được đưa vào trong kịch bản này luôn, kịch bản tặng quà bằng web form này. Ok, và lập tức là khi khách hàng bấm nút này họ trở thành subscriber và họ sẽ được đưa vào thẳng vào trong kịch bản của chúng ta luôn. Ở đây thì tôi có thể cài đặt chế độ là bấm đây thì tất cả các bình luận sẽ được ẩn đi. Ok, cả nhà hình dung nhỉ? Khi người dùng bình luận bất cứ nội dung gì trên cái bài viết này của tôi và tôi sẽ tự động trả lời nội dung này và tôi sẽ gửi cho khách hàng nội dung tin nhắn này. Nếu khách hàng gõ ok hoặc là bấm nút này thì sẽ được vào trong kịch bản và tặng quà. Còn nếu mà khách hàng đã là subscriber rồi thì khách hàng sẽ được đưa thẳng vào đây luôn.
mà không đi qua tin nhắn này. Rồi sau đó tôi bấm lưu lại. Ok, và tôi bấm on lên, tôi bật on lên để cho kích hoạt cái kịch bản này. Và như vậy thì tôi đã cài xong kịch bản, và bước tiếp theo thì tôi sẽ kiểm tra xem là kịch bản đã chạy ok chưa. À, thì tôi sang quay trở về fanpage ở trên cái bài đăng của mình nhá. Ở đây thì các bạn chú ý rằng là khi vì tôi đang là admin của fanpage này, và khi tôi vào đây tôi bình luận thì nó đang bình luận với tên của fanpage, đang bình luận bằng tên của fanpage, bằng avatar và tên của fanpage này, và fanpage thì không thể nhắn tin cho fanpage được, và dẫn đến thì tôi phải chuyển sang bình luận mạng chồng ạ. Ok, tôi sẽ chuyển sang bình luận bằng tài khoản profile cá nhân, bằng tài khoản cá nhân. Ok, hai sát đời ngành như là thứ ngày mùng 29 là cá mập này, cắn cá quan thế nào. Ok, các bạn chờ một chút nha, tôi cho tải lại cái bài. Rồi, tôi đang bình luận bằng tài khoản cá nhân. Rồi, và ví dụ như là tôi sẽ bình luận vào đây. Và đã nhận tin nhắn rồi nhưng mà nó tải lên chậm rồi. Và tôi ạ, vì tôi đã là sẵn file rồi, cho nên là tôi sẽ được tư vào kịch bản tặng ebook luôn, và có một nút tặng quà, có nút tặng quà bên dưới này. Ok, và mình có thể kiểm tra xem là cái bình luận này đã được trả lời chưa. Cho chúng ta phải tải lại cái trang web để xem là mình có đã được trả lời chưa. Bây giờ mình có thể bấm vào đây. Đấy, mình chọn cái tin nhắn mới nhất. Ok, và đã có, nó đã tự động trả lời. Đấy, bình luận đã tự động được trả lời ở đây. Và tôi cũng đã được nhận được tin nhắn, và mình cứ làm theo thôi, bấm một nút để nhận quà và điền thông tin nhận quà thôi. Ok, và bằng cái kịch bản này, bằng cách này thì các bạn sẽ kéo được những người họ comment và trở thành những người inbox vào trong fanpage của mình, và sau đó thì họ sẽ mua hàng hoặc nhận quà một cách hoàn toàn tự động ở bên trong. Ok, nếu mà các bạn đã hiểu rõ rồi thì hãy comment số 1 nha. Nếu mà các bạn đã hiểu thì comment số 1 để tôi biết. Và có ai có câu hỏi gì ở phần này không ạ? Các bạn nào có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi cho comment nha. Và tôi sẽ dành ra 1-2 phút dành cho hỏi đáp. Bạn nào có câu hỏi thì có thể comment. Vừa rồi là tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt kịch bản này. Là ai đó bình luận vào đây thì mình sẽ tự động trả lời và tự động đưa họ vào trong tin nhắn. Cách thứ hai là sau buổi ngày mai thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về quảng cáo nữa. Ví dụ chẳng hạn, nếu mà ai đó họ bấm vào ảnh này, hoặc bấm vào ảnh này, hoặc là họ bấm vào nút gửi tin nhắn này, thì cũng sẽ nhảy vào đúng kịch bản của chúng ta luôn. Tức là chúng ta sẽ khách hàng bấm vào cái này vào kịch bản tự động và bán hàng luôn. Ok.
comment chết tinh à? Comment chết tinh thì mình vẫn trả lại bình thường thôi. Khi mà mình tạo quảng cáo nhé, ngày mai thì tôi hướng dẫn các bạn là ví dụ mình sẽ từ bài quảng cáo mình sẽ dẫn vào như nào. Khi mình đăng bài lên thì mình sẽ chết tinh trước đi, sau mình sẽ cài sau. Khi mà mình chết tinh mình cứ tự động mình trả lời các thứ. Sau đó mình sẽ cài kịch bản, thì sau khi mình cài xong thì những cái comment mới nó sẽ được tự động trả lời, tự động inbox. Ví dụ ở đây chẳng hạn như là ở trong này thì tôi có tạo ra một số cái fanpage này, các bạn thấy là tôi có tạo ra một số cái fanpage ở đây. Ví dụ như tôi tạo ra fanpage tên là Trần Trúc Loan, đúng không? Thế là tôi chọn vào đây, và lúc đó thì tôi có thể bình luận với các bạn Loan này, bạn Loan này bạn sẽ bình luận vào đây. Nhưng mà bản chất là tôi đang dùng một cái fanpage nào đó của mình, tôi bình luận vào đây, thì nếu có là mình shipping vào trong cái bài viết của mình, bạn Loan này bạn vẫn có thể like vào đây và bạn vẫn có thể bình luận vào đây. Nhưng mà vì là cái tài khoản này của tôi là một cái fanpage, cho nên tôi dùng một cái fanpage với tên một cái người ở đó, thì tôi bình luận và shipping vào đây. Thì khi mình tạo một bài post, mình tạo một bài quảng cáo, mình shipping trước đi, sau đó mình sẽ cài đặt từ khóa, thì những cái người bình luận sau sẽ nhận được, sẽ được tự động trả lời. Ok, chúng ta sẽ sang chủ đề tiếp theo nhé. Chủ đề tiếp theo là để xem mình mở slide đây. Chủ đề tiếp theo đó là chăm sóc khách hàng một cách tự động và upsell. Ok, và ví dụ như khi khách hàng họ inbox vào, ví dụ có thể khách hàng là bấm một quảng cáo vào kịch bản của mình luôn, hoặc là comment vào kịch bản của mình, hoặc là thông qua đường link vào kịch bản của mình, đúng không? Thì mình sẽ tự động trả lời, tự động tương tác khách hàng theo đúng kịch bản đấy. Và nếu mà khách hàng ví dụ chẳng hạn như đến cái bước là để lại số điện thoại, họ điền form mà khách hàng dừng lại, họ không điền form, hoặc là họ không để lại số điện thoại, thì chúng ta sẽ làm thế nào, đúng không? Và nếu mà khách hàng họ điền form rồi, họ đăng ký rồi, họ tạo đơn hàng rồi, thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? Thì chúng ta sẽ phải đưa khách hàng vào kịch bản tự động trả lời. Ví dụ khi mà tôi chạy quảng cáo, ví dụ giả sử tôi chạy quảng cáo dịch vụ về ví dụ như là về làm đẹp đi, về trắng da, hoặc là về trị nám đi, ví dụ mình lấy ví dụ là trị nám đi, thì khi mình chạy quảng cáo một bài về dịch vụ trị nám, đúng không? Và khách hàng họ inbox vào là họ quan tâm cho mình giới thiệu về dịch vụ trị nám, đúng không? Và mình đề nghị khách hàng là hãy để lại số điện thoại để đăng ký, để tư vấn, để đến cửa hàng để trải nghiệm miễn phí dịch vụ này chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì đến phút để lại số điện thoại thì khách hàng không để lại. Thì mình sẽ làm sao? Sau 5 phút sau mình tự động mình nhắn một tin, sau 10 phút sau mình tự động mình nhắn một tin, sau nửa tiếng sau mình tự động mình nhắn một tin, sau 1 tiếng sau mình tự động mình nhắn một tin. Tức là như bên CEO sẽ phải làm như vậy, đúng không? Là 5 phút sau nói rằng là ưu đãi chỉ còn có từng này thôi, chị vui lòng để lại số điện thoại để nhận ưu đãi ngay nhé, hoặc là ưu đãi chỉ còn 10 phần suất cuối cùng thôi, vui lòng để lại số điện thoại để nhận ưu đãi ngay nhé, vân vân. Tức là chúng ta phải liên tục thúc giục khách hàng hành động, hoàn tất đơn hàng ấy. Bình thường thì nhân viên sale phải làm như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ dùng trang bot để tự động thôi. 5 phút sau tự động gửi một tên, 10 phút sau tự động gửi một tên, 30 phút sau tự động gửi một tên, và trong vòng 24 giờ chúng ta nhắc liên tục khách hàng không điền, thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa khách hàng vào kịch bản chăm sóc mỗi ngày, chăm sóc hàng ngày luôn. Ví dụ như là ngày số 1 mình sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn, ngày số 2 mình sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn, và ngày thứ n mình sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn. Ví dụ ngày thứ nhất tôi sẽ gửi cho khách hàng một tin nhắn là, nhưng mà tin nhắn này không bán hàng nha, ngày thứ nhất tôi sẽ gửi khách hàng tin nhắn là tôi sẽ giới thiệu khách hàng về những cái nguyên nhân tại sao là khách hàng lại bị vấn đề nám này, tại sao sinh ra sau sinh lại bị nám, ok không ạ? Và khách hàng hiểu rõ cái nguyên nhân và vấn đề họ đang gặp phải. Và ngày thứ hai tôi sẽ gửi cho khách hàng về những cái giải pháp có thể trị tận gốc cái vấn đề này, giải pháp 1, giải pháp 2, giải pháp 3, và yêu nhiều việc của từng cái giải pháp này, và trong đó có giải pháp của mình, và mình làm nổi bật hơn cái giải pháp của mình so với những giải pháp khác, và khách hàng hiểu rõ về những cái giải pháp để họ có cơ hội lựa chọn. Và ngày thứ ba tôi tiếp tục gửi cho khách hàng những cái gọi là những cái testimonial, những cái kết quả mà những khách hàng khác đã đạt được. Ví dụ chị Nguyễn Thị B trước đây đã từng dùng những giải pháp mang nhau mà không có kết quả, vẫn gặp lại vân vân, nhưng mà sau đó chị đã dừng lại và chị đã dùng giải pháp này và kết quả là như thế này, before after, và chị Nguyễn Thị C vân vân. Đấy, thì kết quả tức là mình đưa ra những bằng chứng sống là ai đó đã được thành công với giải pháp của mình,
và khách hàng sẽ củng cố niềm tin, tức là họ hiểu rõ vấn đề rồi, hiểu rõ giải pháp rồi, và mình đã có một cái chứng minh kết quả là rất nhiều người khác đã thành công rồi. Và sau đó những tin nhắn tiếp theo thì mình sẽ nói rằng là sắp tới tuần tới sẽ thôi chúng tôi sẽ có một chuyên gia từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đến, và chuyên gia đã quyết định lựa chọn là 20 khách hàng may mắn để gặp gỡ chuyên gia để nhận được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hãy để lại số điện thoại đi để đặt lịch tư vấn miễn phí với chuyên gia. Thì như vậy là khách hàng họ sẽ dễ dàng họ để lại số điện thoại bởi vì họ đã tin tưởng vào của mình rồi. Và khi mình cài đặt xong kịch bản này, và hôm nay ai đó họ vào, họ quan tâm dịch vụ thì hàng ngày họ được chăm sóc và tự động bán hàng, tự động upsell. Và một tháng sau ai đó cũng lại vào, họ quan tâm đến dịch vụ này thì hàng ngày họ được chăm sóc, được upsell. Và một năm sau ai đó lại vào, họ quan tâm thì họ lại vẫn được chăm sóc như nhau, tức là kịch bản chăm sóc họ giống hệt nhau cho tất cả khách hàng. Và cái chuỗi tin nhắn này chúng ta đặt tên nó là sequence là chuỗi tin nhắn tự động chăm sóc khách hàng mỗi ngày, ok không ạ? Và trước đây khi mà không có chatbot thì tôi thường phải dùng email ấy, gọi là auto responder, tức là khi ai đó để lại email thì mỗi một ngày mình sẽ gửi cho họ một cái email để chăm sóc họ, để một là giúp khách hàng thường xuyên nhiều đến tên của mình. Đấy, mình hàng ngày mình hiện diện trên mặt khách hàng, có hiện diện có uy tín và lợi nhuận, hàng ngày mình hiện diện trên mặt khách hàng đấy, để mình biến người lạ thành người quen, biến một người chưa tin mình thành một người tin mình, biến một người chưa hiểu sản phẩm của mình thành người hiểu sản phẩm của mình, và sau đó họ sẽ mua hàng. Đấy, không tức là bạn là bán đúng không? Tức là mình phải gặp gỡ và chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Và có 3 bước để làm việc này, có 3 bước để cài kịch bản này. Bước số 1 là tôi phải tạo ra một cái tag. Bước số 1 là tôi tạo ra một cái tag. Giả sử như là tôi có 10 sản phẩm, thì cứ mỗi một sản phẩm thì tôi sẽ tạo ra 2 tag. Ví dụ tôi có sản phẩm A thì tôi sẽ tạo ra 2 tag. Tag thứ nhất là những người quan tâm sản phẩm A, và tag thứ hai là những người đã mua sản phẩm A. Đấy, tag nó giống như một danh mục để chúng ta sắp xếp khách hàng. Một tag có thể có nhiều khách hàng và một khách hàng có thể được nắm nhiều tag. Tag là một dạng danh mục để sắp xếp khách hàng. Thì bước một tôi cần tạo ra tag, cứ mỗi một sản phẩm là có 2 tag. Và bước thứ hai là tôi sẽ tạo ra cái chuỗi tin nhắn để chăm sóc cho những người quan tâm, và một chuỗi tin nhắn để chăm sóc những người đã mua. Và bước số 3 là tôi sẽ gắn tag khách hàng, tức là khách hàng cứ inbox vào thì mình sẽ gắn tag A, tag B, tag C, được gắn tag để khách hàng được kích hoạt cái chuỗi tin nhắn. Ví dụ chẳng hạn mình gắn tag là người này quan tâm đến quà 129 thì lập tức người này sẽ được kích hoạt cái chuỗi tin nhắn dành cho những người quan tâm đến món quà 129. Ok, và sau đây sẽ đến phần demo. Tôi sẽ demo các bạn cách tạo ra kịch bản chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn tự động mỗi ngày. Và các bạn sẵn sàng chưa ạ? Nếu mà đã sẵn sàng rồi thì hãy comment sẵn sàng ở bên dưới nhé. Hãy comment sẵn sàng để chúng ta bắt đầu sang phần demo kịch bản chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn tự động ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Thì bước một là chúng ta cần phải tạo tag. Bước một là tạo tag nhé. Thì để ta tạo ra một cái tag mới, chúng ta sẽ vào cái mục là cài đặt page ở đây. Cài đặt page này. Ok. Bước một là chúng ta vào phần cài đặt page. Thì chúng ta sẽ đến cái phần gọi là tag khách hàng. Chúng ta sẽ đến phần là tag khách hàng. Ok. Và ở trong này đây là danh sách những cái tag này mà tôi đã tạo ra. Ví dụ như là tôi sẽ tạo ra một cái tag họ tên là quan tâm, ví dụ như là quà 129, một cái là những người quan tâm đến món quà 129, và một tag là những người đã mua hoặc là đã nhận quà 129. Ok, mình tạo ra hai tag, một là cho những người quan tâm và một là để cho những người đã mua. Ok, giờ thế là chúng ta đã hoàn thành bước 1 nha. Bước 1 là tạo tag. Nếu mà chúng ta có 10 sản phẩm thì chúng ta có thể tạo ra khoảng 20 tag. Bước số 2 là tôi sẽ tạo ra một cái sequence. Sequence đây, đây là một sequence. Là chúng ta vào đây để quản lý những cái kịch bản chăm sóc tự động khách hàng. Chúng ta bấm vào sequence. Ví dụ như ở đây chẳng hạn như là ở trong này thì tôi giới thiệu cho các bạn ở trong này nó có, khi các bạn vào ấy, thì chúng ta sẽ thấy có hai cái sequence sẵn, một cái là đề phô sequence, một cái là chúc mừng sinh nhật. Đấy, một cái là chúc mừng sinh nhật này. Ví dụ chẳng hạn như là khi chúng ta cài đặt nội dung chẳng hạn như là đúng ngày sinh nhật, đúng ngày sinh nhật lúc 7 giờ sáng thì tôi sẽ gửi cho khách hàng nội dung là chúc mừng sinh nhật, còn trước 7 ngày so với ngày sinh nhật của khách hàng
thì tôi sẽ gửi cho ngân hàng một cái coupon nào đó ở đây. Đấy, thì đấy là cái kịch bản cho một sinh nhật và chúng ta có thể thêm các tin nhắn chăm sóc này. Ok, đấy thì đây là kịch bản dành cho cái việc chiên khách hàng nhé. À, khi mà chúng ta tạo ra kịch bản, nếu các bạn có thể tạo ra form, chúng ta đề nghị khách hàng để lại ngày sinh, để lại số điện thoại, và khi khách hàng để lại ngày sinh thì chúng ta sẽ kích hoạt luôn cái chuỗi tin nhắn chúc mừng sinh nhật này. Ok, thì bây giờ tôi sẽ sang bước số 2 là tôi tạo ra sequence, tạo ra một sequence mới ở đây. À, chúng ta bấm vào dấu cộng để tạo ra một sequence mới này. Và cứ mỗi một tác chúng ta được tạo ra một sequence để chăm sóc khách hàng tự động. À, những người được gắn tag đó sẽ được đưa vào trong chuỗi tin nhắn tự động. Ok, thì tôi chọn là những người quan tâm. À, tôi chọn tag là những người quan tâm về món quà 129 này. Và chúng ta lưu lại. Ok, và chúng ta sẽ làm tương tự với kịch bản là những người mà đã mua, đúng không? Thì chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn lưu lại. Thì như vậy là chúng ta đã có một kịch bản để cho những người quan tâm và kịch bản là cho những người đã mua. Và chúng ta bấm vào dấu cộng để thêm các cái lịch gửi tin nhắn này. Chúng ta bấm tiếp dấu cộng để mình thêm cái lịch gửi tiếp theo. Ok, à, bên tay trái là thời gian sẽ gửi và bên tay phải là nội dung chúng ta sẽ gửi cho khách hàng. Ví dụ chẳng hạn, tôi sẽ bấm vào đây để thay đổi thời gian. Ví dụ khi ai đó từng gắn tag thì 10 phút sau kể từ khi khách hàng được gắn tag, tôi sẽ gửi cho khách hàng nội dung tin nhắn ở đây. À, mình tôi lời ví dụ như là gửi sau 10 phút. Ok. À, thì bên tay trái là nội dung và bên tay phải, bên tay trái là thời gian và bên tay phải là nội dung. Thì các bạn có thể điền nội dung vào đây. Và tin nhắn tiếp theo là tôi sẽ gửi sau một ngày kể từ khi nhận được tin nhắn trước đó. Ví dụ tôi bấm vào đây là một ngày. Nhưng mà có một điều các bạn cần chú ý rằng khi chúng ta gửi trong ngày là chúng ta phải chọn thêm giờ. Tại sao? Tại vì ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Đấy, chẳng hạn như là hôm nay các bạn học thấy hay quá, các bạn đêm mất ngủ. À, thế là 2-3 giờ sáng các bạn lang thang trên Facebook và các bạn nhìn thấy một cái quảng cáo là tặng quà. Thế là các bạn bấm vào và sau đó thì hàng ngày thì đúng 2 giờ sáng các bạn nhận được tin nhắn từ lúc mình mất ngủ một đêm, thì mình kiểu này là mất ngủ và là thiên nhiên luôn, đúng không? Và như vậy là để tránh cái việc chúng ta làm phiền khách hàng thì trong trường hợp chúng ta gửi theo hàng ngày đấy thì chúng ta phải chọn giờ. Thì vì thứ sau 0 giờ sáng nó coi như là ngày mới rồi. Còn nếu không chọn giờ thì khách hàng sẽ vào lúc nào để làm tác lúc nào thì thứ sau 24 giờ khách hàng sẽ được nhận được tin nhắn lúc đó. Khách hàng nhận quà đúng 2 giờ sáng thì cứ hàng ngày 2 giờ sáng mình nhắn cho khách là mình làm cho họ mất ngủ luôn. Ok, và chúng ta sẽ chọn theo giờ. Ví dụ như là tôi sẽ chọn là gửi lúc 9 giờ sáng. Ok, và mình bấm lưu lại. Ok, vào một ngày vào lúc 9 giờ sáng tôi sẽ gửi tin nhắn. Ví dụ như là mình ví dụ lại gửi sau một ngày thì qua 0 giờ sáng vào lúc 9 giờ mình sẽ gửi cho khách. Ok, và các bạn có thể bấm vào dấu cộng để tiếp tục thêm các cái lịch gửi tin nhắn mới ở đây. Và tương tự với cả chuỗi tin nhắn dành cho những người mà đã nhận quà, đã mua hàng. Ok, và chúng ta đã xong bước số 2. Bước 1 là chúng ta tạo tag. Đó, cứ mỗi một sản phẩm là 2 tag. Bước số 2 là chúng ta tạo ra chuỗi tin nhắn để chăm sóc tự động những người được gắn tag. Và bước số 3 này, là vậy thì chúng ta phải đưa khách hàng vào trong chuỗi tin nhắn này. Làm thế nào để chúng ta đưa khách hàng vào trong chuỗi tin nhắn này để khách hàng được nhận được tin nhắn sau 10 phút, sau một ngày, vân vân. Thì có hai cách để làm điều này. Cách số 1 là chúng ta làm bằng tay và cách số 2 là chúng ta làm auto, làm tự động. Và tôi sẽ demo các bạn làm theo cả hai cách. Ví dụ làm bằng tay thì chúng ta sẽ vào cửa sổ là live chat này. Giờ chúng ta sẽ vào cửa sổ live chat này. Và đây là cửa sổ live chat, cửa sổ. À, chúng ta sẽ nhìn thấy các cái hội thoại ở đây. Ok. Và ví dụ chẳng hạn như là vào đây thì tôi có thể là đây là danh sách những cái tag này. Danh sách những cái tag này. Ok, và tôi có thể bấm vào đây chưa? Nhân viên khi mà nói chuyện với khách, khi mà chat với khách xong nhưng mà không chốt được đơn hàng, không chốt được sale. Thì nhân viên sẽ gắn tag. Ok, là người này quan tâm này. Nhân viên không chốt được thì gắn vào đây là khách hàng này đang quan tâm. Và lập tức chatbot sẽ thay cho nhân viên chăm sóc 10 phút sau nhắn một tin, 30 phút sau nhắn một tin, 1 tiếng sau nhắn một tin, 1 ngày sau nhắn một tin.
đấy, chúng ta có thể gắn tất cả kịch bản như vậy. Thì nhân viên sẽ gắn tay, hoặc là cách một là gắn tay bằng tay, và cách số hai, cách thứ hai là chúng ta sẽ gắn tay một cách tự động ở bên trong kịch bản của tin nhắn. À, tôi lấy ví dụ như là tôi vào đây, tôi vào đây nhá, và khách hàng mình gửi cho khách hàng tin nhắn này, à, nhưng mà khách hàng lại không điền form và khách hàng không đi xuống dưới này, đó thì tôi sẽ gắn tag ở đây, cứ ai đó vào đây thì chứng tỏ họ quan tâm, ok, ai đó vào đây chứng tỏ họ quan tâm và tôi sẽ gắn tag cho khách hàng này. À, tôi sẽ gắn tag để dùng một đối tượng có tên là gắn tag đây, à, chuyển hướng người dùng, chúng ta dùng đối tượng gắn tag ở đây, à, và cứ khách hàng đi vào đây và lập tức sẽ được gắn tag, tôi sẽ chọn là tag là những người quan tâm về một quà 129, ok, à, cứ ai đó đi vào đây nhận được tin nhắn này thì sẽ chạy tiếp xuống đây và đến mất form ở dừng lại, và khi chạy qua đây thì người dùng này sẽ được gắn một cái tag có tên là quan tâm đến quà ngày 12/9. À, tiếp đến, nếu người này mà đi qua đây và nhận được tin nhắn chúc mừng ở chỗ này, à, lập tức người này đã nhận quà rồi và tôi sẽ gắn tag cho người này. Gắn tag này là người này đã mua hoặc là đã nhận cái món quà ngày 12/9 này của tôi. Ok. À, tuy nhiên, à, chúng ta chú ý này, à, khi ai đó vào đây mà trong vòng 10 phút họ chưa điền form, lập tức họ sẽ nhận được tin nhắn. Nhưng nếu mà trong vòng 10 phút họ đã điền form rồi và họ đã nhận được quà rồi và họ đã được gắn tag là đã nhận quà rồi, thì tôi cần phải đưa người này ra khỏi cái chuỗi tin nhắn chăm sóc cho những người đã mua, và tôi đưa người này vào chuỗi tin nhắn để chăm sóc những người, tức là đưa người này ra khỏi chuỗi tin nhắn này cho những người quan tâm và đưa người này vào cái chuỗi tin nhắn này cho những người đã mua, thì tôi lại tiếp tục tôi làm bước tiếp theo bằng dấu cộng này và tôi chọn gắn tag. À, lúc này tôi sẽ là hủy, hủy là đưa người này ra khỏi danh sách những người quan tâm, ok không ạ? À, khi người này đã mua hàng rồi, đã điền form rồi thì mình sẽ đưa người này ra khỏi chuỗi tin nhắn, ra khỏi cái tag là những người quan tâm đi, và đồng thời là gắn người này là tag đã mua và người này sẽ được kích hoạt các chuỗi tin nhắn dành cho những người đã mua. Ok, các bạn hiểu phần này chưa? Đó, một ai đó họ inbox vào, một ai đó họ inbox vào, họ chưa mua thì cứ mình sẽ chăm sóc họ, còn nếu mà họ mua rồi thì mình sẽ không gửi tin nhắn chăm sóc nữa, và họ đã mua rồi thì mình sẽ gửi tin nhắn dành cho những người đã mua. Ok các bạn, bằng cách là mình gửi thế này đi. Thì có hai cách để làm phần này. Cách số 1 là tôi dùng tag và tôi hủy đi, tức là người này sẽ không nằm ở trong danh sách những người quan tâm nữa. Cách thứ hai là người này vẫn nằm ở trong danh sách những người quan tâm, à, nhưng mà tôi chỉ đưa người này ra khỏi sequence thôi, thì tôi sẽ sử dụng đối tượng là sắp thu sequence. Tức là nếu mà tôi chỉ muốn đưa người này ra khỏi cái sequence dành cho những người quan tâm thôi, dành cho những người quan tâm thôi, à, tôi chỉ muốn đưa người này ra khỏi cái sequence dành cho những người quan tâm thôi, thì tôi sẽ xóa cái này đi. Người này vẫn được gắn tag là quan tâm, ok không ạ? Tức là một ai đó họ vào đây, họ được gắn tag là quan tâm đến quà 129, họ tiền form xong, nhận được thông tin và họ được gắn tag là đã mua 129, và người này sẽ được đưa ra khỏi chuỗi tiêu chuẩn dành cho những người quan tâm đến quà 129. Người này vẫn được gắn tag nhưng mà không nhận được chuỗi tin nhắn thôi, ok. Ok, các bạn hiểu phần này không ạ? Nếu mà chúng ta hiểu thì comment số 1 nhé. Các bạn hiểu thì comment số 1. Ok, nếu không hiểu thì đặt câu hỏi. Bạn nào chưa hiểu thì có thể đặt câu hỏi nhé để tôi giải thích phần này. Và kịch bản này chúng ta chỉ cài đặt đúng một lần duy nhất thôi. Kịch bản này chỉ cài đặt đúng một lần duy nhất thôi và khách hàng sẽ nhận được tin nhắn hàng ngày. Cứ ai đó vào đây được gắn tag hàng ngày sẽ được chăm sóc. Ai đó vào đây được gắn tag hàng ngày sẽ chăm sóc như nhau, nội dung chăm sóc giống nhau. Ví dụ như trước đây tôi cài nội dung email chẳng hạn, nội dung email và
cứ ai đó họ điền email xong, ví dụ như cứ vài ngày tôi lại gửi họ một cái địa chỉ, một cái nội dung email, và có lúc tôi nói rằng là ví dụ chào chào Nguyễn Văn A, tôi là Thơ đây và hiện nay tôi đang cà phê với anh Chữ Lam chẳng hạn. Đấy, và chúng tôi đang trao đổi về hệ thống bán hàng tự động với các bước và rất là tuyệt vời, và khi tôi thấy tuyệt vời quá tôi gửi ngay email cho bạn để chia sẻ cho bạn cách làm sao để triển khai cái kịch bản các bước tự động như thế này đó. Ok, và hãy bấm vào đây để xem view rất ngay nhé. Thì như vậy là những và cái nội dung đấy mình đã làm cái nội dung email đấy, cái lúc mình cà phê đấy đã cách đây khoảng 2 năm rồi nhưng mà một ai đó họ điền email vào và họ được chăm sóc nội dung của mà mình đã cài đặt cách đây 2 năm rồi. Ok. Đấy, thì vừa rồi tôi đã đề với các bạn cách để chúng ta tạo ra một cái kịch bản đây nha. Đấy, chúng ta cùng gắn tác khách hàng, là khách hàng sẽ được gắn tác một đường ngay vào siêu quần và chăm sóc một cách tự động luôn. Đấy, thì khi chúng ta triển khai kịch bản chăm sóc tự động này thì các bạn sẽ thấy là khách hàng sẽ được chăm sóc, không mua được chăm sóc. Còn nếu mà chúng ta cứ chờ nhân viên, họ nhân viên họ chỉ tập trung vào là có khách hàng mới thì trả lời, có khách hàng mới thì xử lý, rất ít khi họ tập trung lại chăm sóc khách hàng cũ lắm. Nhân viên rất ít khi tập trung chăm sóc khách hàng cũ, họ luôn luôn chỉ chờ có khách mới thôi. Để họ chốt không được thì họ quên, và nếu mà có quá ít khách thì họ mới nghĩ đến cái việc là chăm sóc lại khách cũ. Nhưng mà lúc chăm, lúc không, lúc mỗi lúc phải là một kiểu khác nhau. Thời tiết mà đẹp thì là nhắn ngay, còn thời tiết mà xấu hôm nay mà có vấn đề gì đấy thì lại nhắn minh tinh. Nên là chatbot thì nó sẽ luôn luôn là chính xác, đúng rồi. Ok, gắn tác, quan tâm, viết. Ok, tùy mình thôi. Ok, các bạn đây tôi cài, tôi sẽ đưa khách hàng. Tức là nếu mà người mua hàng rồi thì mình sẽ không phải nếu một người mua hàng rồi thì mình không chăm sóc là những người chưa mua nữa. Tại vì mình chăm sóc để mình upsell, họ mua rồi mình không upsell nữa. Ok các bạn, tức là mình chăm sóc để gì ạ? Để có vị tin nhắn nào đó, mình sẽ mời họ tiếp tục mua hàng. Và vì họ đã mua rồi, thành ra mình phải đưa họ ra khỏi cái chuỗi dành cho những người đã mua, hoặc là những người quan tâm. Ok, anh em có ai câu hỏi vấn đề không ạ? Nếu có ai có câu hỏi thì có thể comment hoặc là mở mic nói chuyện nha. Còn nếu không thì tôi chuyển sang chủ đề tiếp theo. Có rất nhiều chủ đề hay. Ok. Ở đây thì các bạn có thể lưu dữ liệu, các bạn có thể lưu dữ liệu vào tài liệu Google Sheet. Sau đó thì mình có thể là phân quyền cho bên vận chuyển vào tài liệu Google Sheet của mình, có thể phân quyền cho sale cho bên vận chuyển vào tài liệu Google Sheet để tạo vận đơn. Đấy, khi mình có ít đơn hàng thì mình có thể làm điều này. Ok. Chúng ta sẽ sang một cái chủ đề tiếp theo, và phần này bắt đầu nâng cao hơn một tí đây. Phần này bắt đầu nâng cao hơn thì các bạn chú ý nhá. Nếu và thì khách hàng đã mua hàng rồi, đã nhận quà rồi thì không cho khách hàng nhận quà nữa. Nếu khách hàng là nam thì mình sẽ nói rằng là xin lỗi bạn, chương trình này chỉ dành cho nữ thôi. Ok bạn. Đấy, thì có rất nhiều tình huống khác nhau, mình sẽ nếu và thì. Ví dụ chẳng hạn như là nếu khách hàng đã nhận quà rồi thì mình thông báo là bạn đã nhận quà rồi, hẹn lần sau. Đấy, thì chúng ta có rất nhiều cái tình huống để chúng ta sử dụng kịch bản này. Nếu và thì, và tên của đối tượng này nó có tên gọi là go to blog. Go to blog. Và tôi sẽ demo các bạn đấy, tình huống này. Ví dụ giả sử như là một ai đó họ vào đây và họ nhận quà xong, sau họ bấm nhận quà liên tục thì họ bấm liên tục, và mình sẽ tạo ra đơn hàng, tạo ra vận đơn, đúng không, liên tục. Thì bây giờ làm nào đó, hoặc là mình tặng cho mỗi một người một phần quà thôi, chẳng hạn việc là một người họ sẽ đăng ký quà quá nhiều lần. Chúng ta cứ phải liên tục ship quà đến các địa chỉ khác nhau.
Ok, và các bạn hình dung tình huống này chưa ạ? Chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểm tra xem là người này đã nhận quà chưa. Hoặc là nếu một ai đó họ đến cửa hàng của mình và họ quét mã QR code vào trong chatbot, mình sẽ kiểm tra xem là người này đã đăng ký là thành viên chưa. Nếu bạn này chưa là thành viên thì chuyển người này sang kịch bản là đăng ký thành viên, vui lòng để lại số điện thoại, để lại ngày sinh để trở thành viên. Còn nếu người này là thành viên rồi thì đưa vào một kịch bản khác. Đấy, còn là nếu thì ok, cái này anh dâu nhận. Ok, và nếu các bạn sẵn sàng để sang phần demo thực hành cả ngày thì hãy comment sẵn sàng ở bên dưới nhá. Các bạn sẵn sàng thì chúng ta đã sẵn sàng để học rồi. Anh em comment nhiệt tình vào nhá, cho cái pha phòng Zoom của mình nó trở nên năng lượng hơn. Ok, xin cảm ơn. Ok, tôi sẽ cài đặt kịch bản này. Ví dụ như là tôi sẽ tạo ra một blog mới này. Tôi tạo ra một blog mới. Ở đây gọi là bạn đã nhận quà. Ok, bạn đã nhận quà. Và khi ai đó đã nhận quà rồi thì tôi sẽ gửi cho họ một tin nhắn. Là bạn đã nhận quà rồi, hẹn lần sau nhé. Ok, và tôi sẽ vào đây, tôi sẽ vào trong kịch bản này. Và tôi sẽ kiểm tra nhá, tôi sẽ thêm đối tượng, tôi sẽ bấm vào dấu cộng này, thêm đối tượng này, thêm đối tượng có tên là GoToBlog. Đây, đối tượng có tên là GoToBlog ở đây. Ok, đối tượng GoToBlog này, các bạn ở đây chúng ta sẽ có một phần là kiểm tra này, nếu này, nếu đây là nếu thì này, nếu mà thì, nếu như người này đã nhận quà rồi thì sao, nếu người này đã nhận quà rồi thì người này đã gọi là được nhắn tác rồi ạ. Nếu người này đã nhận quà thì nghĩa rằng người này được nhắn tác rồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn tác này. Nếu người này đã được gắn tác là đã mua hoặc đã nhận này món quà ngày 29, lập tức chuyển hướng người này sang là bạn đã nhận quà rồi. Và mình kéo lên đầu luôn. Đấy. Thì khi ai đó vào đây, tức là sẽ có ngay một cái người gác cửa. Khi ai đó vào kịch bản của mình, sẽ có ngay một người gác cửa đi qua đây kiểm tra xem, kiểm tra giấy tờ xem là ông này đã được đánh dấu là đã nhận quà chưa. Nếu người này được đánh dấu là đã nhận quà rồi thì lập tức là chuyển giữa ông này rẽ sang kịch bản là đã nhận quà, còn nếu không thì đi xuống dưới. Ok, nếu mà kiểm tra xem nếu mà được nhận quà rồi thì đi sang bên này, còn nếu không thì đi vào bên trong. Rất đơn giản này thôi. Ở nhà anh Dung ạ, chúng ta có đối tượng có tên là GoToBlog này, thì kịch bản này cũng hay thường xuyên được sử dụng. Ngày mai khi mà đến phần kịch bản nâng cao hơn thì tôi sẽ demo các bạn kịch bản. Ví dụ như là chúng ta tổ chức một chương trình tặng quà, chẳng hạn như là mua một tặng 99. Đấy, tôi đến cửa hàng mua một cái sản phẩm bất kỳ được tặng 99 sản phẩm bất kỳ trong vòng 99 ngày. Tức là mỗi ngày đến được nhận một phần quà. Nếu mà khách hôm nay khách đến nhận quà xong, buổi sáng đến nhận quà, buổi chiều lại đến nhận quà tiếp, thì mình báo rằng là ngày hôm nay bạn đã nhận quà rồi, hẹn ngày mai nhé. Thì mỗi một ngày khách nhận một quà thôi. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra như này, hôm nay bạn nhận quà chưa, hoặc là mình kiểm tra xem là khách hàng có 99 ngày nhận quà, thì nếu mà hôm nay là ngày thứ 100 rồi, ngày thứ 200 rồi khách hàng đến nhận quà thì mình báo là đã hết thời gian nhận quà rồi và chỉ có 99 ngày thôi. Chứ còn mình sẽ kiểm tra là thời gian đã hết chưa, số lượng quà đã hết chưa, và hoặc là hôm nay đã nhận được quà chưa. Đấy, thì mình sẽ có rất nhiều cái tình huống để mình có thể kiểm tra khách hàng.
hoặc là mình kiểm tra xem là người này đã đăng ký là thành viên chưa. Đấy, có rất nhiều cái tình huống khác nhau để chúng ta kiểm tra. Ok, các bạn đã hình dung kịch bản này chưa? Hình dung cách chúng ta sử dụng kịch bản này nhé. Đấy, chúng ta dùng đối tượng là go to blog nha, go to blog. Ở đây thì có một tip nhỏ nữa các bạn để ý thêm nhé, là ở trong những cái đối tượng này nó có mục là mục video này. Nếu mà chỗ nào mà các bạn chưa hiểu lắm, ví dụ F4 các bạn dùng chưa hiểu lắm thì các bạn cứ bấm vào đây các bạn xem video hướng dẫn này. Ở chỗ nào có biểu tượng video thì các bạn bấm vào xem hướng dẫn. Đấy. Ví dụ bấm vào đây là mình có thể sang bên này. Mình xem video hướng dẫn ở đây có mục video hướng dẫn luôn. Ok, và chủ đề tiếp theo bắt đầu đến phần chúng ta sẽ quay trở lại cái ứng dụng đầu tiên của chatbot, đó là gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng cũ của mình. Gửi tin nhắn đến tất cả khách hàng đã từng inbox vào fanpage của mình trước đây. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng thì comment 1 nhá, để đến cái phần demo nhắn tin hàng loạt khách hàng cũ trên fanpage của mình. Comment 1 nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn. Và tôi sẽ vào phần là khách hàng này. Tôi sẽ vào phần khách hàng. Đây. Ví dụ ở đây, đây là fanpage của tôi đang có khoảng 8.000 người inbox vào fanpage của mình từ trước đến nay. Ok. Và ở đây nó có mục là tải khách hàng về. Nếu mà hôm nay lần đầu tiên các bạn kết nối, lần đầu tiên các bạn kết nối fanpage vào và app chat thì các bạn phải tải toàn bộ khách hàng cũ ở trên fanpage của bạn về để chúng ta quản lý. Và các bạn sẽ bấm vào đây tải khách hàng này. Ok. Ở đây nó có nút là kiểm tra số lượng khách hàng. Đấy, các bạn có thể bấm vào đây để kiểm tra xem là fanpage của mình đã có bao nhiêu người đã từng inbox trước đây rồi. Tức là từ trước đến nay đã có bao nhiêu người inbox vào đây rồi. Thì các bạn có thể bấm vào nút màu đỏ lại để kiểm tra. Ok. Sau đó thì các bạn có thể bấm vào nút là tải ngay, và có những khách hàng nào mà họ đã từng để lại số điện thoại thì nó sẽ lưu vào trong hồ sơ của khách hàng để chúng ta có thể là gọi điện ngay cho khách được. Như các bạn tích vào là quét số điện thoại từ nội dung tin nhắn của khách hàng. Ok, và chúng ta tải khách hàng về. Thì như vậy là toàn bộ khách hàng đã từng inbox vào fanpage của mình từ trước đến nay thì các bạn có thể tải được về và chúng ta có thể quản lý được. Ok, có thể nhắn tin, có thể quản lý cho khách hàng. Ok, đến bước 1 các bạn phải tải khách hàng cũ về nha. Thì thời gian tải nó có thể mất khoảng 1 đến 2 tiếng tùy theo số lượng khách hàng. Bình quân cứ 1 tiếng thì nó sẽ tải được khoảng tầm 1 đến 2.000 khách hàng. Thì theo là có nhiều fanpage đang tải khách hàng hay không. Cứ bình quân cứ 1 tiếng sẽ tải được khoảng tầm 1 đến 2.000 khách hàng. Thì ví dụ như chẳng hạn như là hôm nay mình tải chẳng hạn thì thường những fanpage của tôi khoảng 8.000 người thì nó tải khoảng tầm hơn 1 tiếng là xong. Nó tải rất nhanh thôi. À, ví dụ như tối nay mình tải thì sáng mai đúng để sử dụng được luôn. Ok. Và sau đó, sau khi mình tải khách hàng về rồi thì chúng ta có thể làm một cái mục nữa. Thì trong trường hợp mà các bạn có một cái danh sách mà chẳng hạn có thể là vài chục nghìn khách hàng, thậm chí hàng trăm nghìn khách hàng, thì chúng ta sẽ phải chia nhỏ danh sách ra thành nhiều cái danh sách để chúng ta quản lý và chúng ta nhắn tin. Ví dụ nếu mà tôi với những cái fanpage mà mình chẳng hạn có 100.000 khách hàng thì mình không nên nhắn một phát là cả 100.000 người. Đấy, mà chúng ta đang chia ra, mỗi một lần chúng ta nhắn khoảng 10.000 người. Thế thì cho họ xử lý theo hết. Và ví dụ chẳng hạn như là tôi gửi cho 10.000 người đầu tiên để tôi tối xem là cái nội dung của mình đã hiệu quả chưa. Đấy, và mình thấy rằng khách hàng có một số cái điều này chưa hiểu thì mình sẽ chỉnh thêm tiếp, mình chỉnh xong mình lại nhắn các 10.000 người tiếp theo. Thì như vậy là cái nội dung tin nhắn của mình nó ngày càng hiệu quả hơn, tương tác ngày càng tốt hơn. Ok, và ở đây thì các bạn sẽ có thể quản lý các cái danh sách tin nhắn nha. Đây gọi là những danh sách này, hiện nay là tôi đang xem tất cả khách hàng. Và tôi có thể tạo ra các danh sách. Ví dụ như này. Giả sử như là tôi cần tạo ra một danh sách là những người có số điện thoại đi. Thì tôi bấm vào dấu cộng để tạo ra một danh sách mới. Và tôi đặt tên cho nó là những người có số điện thoại
đây là tên của danh sách này. Mình bấm ra ngoài là sẽ tự lưu lại. Đây là danh sách những người có số điện thoại. Và tôi lọc ra những người có số điện thoại. Thì tôi sẽ lọc theo biến phôn. Nếu những người có số điện thoại thì biến phôn sẽ phải khác rộng. Và tôi bấm vào lọc và lưu. Thì như vậy tôi đã tạo ra một danh sách là có 3.100 người là có số điện thoại đây. Và tôi có thể thêm vào dấu cộng. Mình có thể cộng là những người có số điện thoại hoặc là có địa chỉ email này. Đó, thì hoặc là số điện thoại hoặc là email thì đó. Đấy, mình sẽ có thêm là khoảng gần 100 người nữa là có email. Đấy, thì đây là danh sách những người là có số điện thoại hoặc là có email ở đây. Thì mình có thể kết hợp giữa and hoặc là or. Okay. Và các bạn có thể lọc ra được rất nhiều danh sách khách hàng dựa trên những cái tiêu chí này. Ví dụ mình lọc ra danh sách những người mà quan tâm đến những người mà quan tâm đến sản phẩm của mình. Đấy, thì mình sẽ lọc ra những người mà quan tâm. Đấy, lọc ra những người quan tâm đến món quà 129. Thì vừa rồi mình đã tác một người thôi. Ok chưa? Đấy thì mình có thể đặt tên cho nó là những quan tâm. Đấy. Đây, chúng ta bấm đây để xem tất cả khách hàng này. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để chúng ta chia nhỏ khách hàng ra thành nhiều cái danh sách khác nhau. Và cái nút màu đỏ này thì nó áp dụng trong trường hợp mà chúng ta có danh sách trên 10.000 người. Đấy, thì chúng ta sẽ tự động chia danh sách thành, giả sử chúng ta có một danh sách 100.000 người thì nó tự động chia thành 10 danh sách. Mỗi danh sách là 10.000 người để chúng ta có thể là nhắn tin cho từng danh sách một. Ok, lúc một là chúng ta đã tải khách hàng về và chia thành các danh sách khác nhau. Ok, và chúng ta sẽ sang bước số 2. Bước số 2 là bước chúng ta sẽ gửi chiến dịch. Chúng ta sẽ gửi chiến dịch. Ví dụ như là đây là những cái chiến dịch mà tôi đã gửi đi. Và tôi có thể bấm vào dấu cộng chiến dịch mới ở đây để tạo ra một chiến dịch mới. Ok, ví dụ chẳng hạn như là tôi tạo ra một chiến dịch là tặng quà ngày 2/9. Đây là tên của chiến dịch này, đây là nội dung tin nhắn này. Ok, ví dụ chẳng hạn như là tôi sẽ ghi nội dung tin nhắn là OK. Thì khi mà chúng ta gửi chiến dịch cho khách hàng ấy, thì các bạn chú ý là không nên gửi nội dung dài, không nên gửi như kiểu email, không? Email nội dung rất là dài. Thì chúng ta nên gửi nội dung bằng ngắn thôi, khoảng 2-3 câu thôi, để cho khách hàng cảm giác là tò mò, tức là khách hàng hiểu là khách hàng chúng ta đang tặng khách hàng cái gì, một là cái gì, hai là lợi ích, và cái bước tiếp theo là cái hướng dẫn để khách hàng hành động. Và chúng ta đề nghị khách hàng lại bấm một nút bên dưới để nhận quà. Thì bằng cách là chúng ta gửi những nội dung mang tính tò mò. Thì khách hàng sẽ tương tác với fanpage của mình. Và khi khách hàng tương tác với fanpage của mình thì chúng ta có thể bán hàng. Ở đây các bạn chú ý rằng là Facebook nó có một cái luật. Luật này có tên gọi là 24+1 nha. Các bạn ghi lại cái luật này. Facebook nó có một cái luật có tên là 24+1. Nghĩa là khi ai đó họ inbox vào fanpage của chúng ta thì chúng ta có 24 tiếng để bán hàng. Tức là trong vòng 24 giờ chúng ta được bán hàng thoải mái. Liên tục trong 24 giờ. Tuy nhiên nếu mà sau 24 giờ, kể từ khi khách hàng inbox lần cuối cùng, thì sau 24 giờ chúng ta không được gửi những cái nhắn mang tính bán hàng, những cái nhắn mà giảm giá khuyến mại bán hàng là không được. Chỉ gửi những cái nhắn mang tính là để chăm sóc khách hàng, về tặng quà, về thông báo ra mắt sản phẩm mới, vân vân. Mang tính thông báo, mang tính tặng quà là ok. Và tôi gửi cho khách hàng một cái thông báo là có một cái chương trình gì đó, có một cái ưu đãi nào đó, có một cái ra mắt sản phẩm mới ở đó, hoặc là có một cái phần quà ở đó, và khách hàng sẽ bấm vào nút bên này để vào bên trong. Và khi khách hàng bấm vào nút thì nghĩa là khách hàng đã inbox ngược trở lại fanpage của tôi, và lúc đó tôi sẽ có 24 giờ để bán hàng. Tôi sẽ bán hàng ở bên trong kịch bản chứ không bán hàng ở bên trong tin nhắn và thông báo này. Và tôi sẽ bấm vào, tôi sẽ tạo ra cái nút ở đây.
Và khi khách hàng bấm vào đây thì tôi sẽ đưa khách hàng vào kịch bản là tặng quà. Ok. Và khi tôi gửi cho khách hàng một tin nhắn và tôi thông báo và khách hàng bấm nút ở bên trong để nhận quà. Và ở bên trong đó thì tôi có thể bán hàng thoải mái, nhưng mà riêng tin nhắn này thì không có bán hàng, không có thông báo giá là bao tiền, không có giảm giá bao nhiêu phần trăm, chú ý nữa. Tiếp đến là tôi sẽ chọn gửi tới danh sách nào, mặc định là sẽ gửi đến tất cả khách hàng. Còn nếu mà tôi chọn, ví dụ tôi chọn là danh sách những người mà quan tâm quà 129 thì chỉ gửi đến những người này thôi. Và tiếp tục là chúng ta chọn là gửi tin nhắn tiêu chuẩn, tức là gửi cho những người mà inbox mục đích của mình trong vòng 24 giờ qua, hay là gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng là những người được inbox từ trước đến nay. Thì với tin nhắn chăm sóc khách hàng thì chú ý là không có giảm giá khuyến mãi ưu đãi trong này, không có bán hàng, không quảng cáo ở đây. Đó, chúng ta chú ý được phần này. Và sau đó thì mình bấm vào là kiểm tra xem là có bao nhiêu người sẽ nhận được tin nhắn này. Đây, ví dụ ở đây thì có một người thôi và tôi được gắn tag ở đây. Ok. Và mình có thể chèn thêm hình ảnh, có thể thêm video vào đây. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể thêm những cái biểu tượng, các bạn có thể thêm những biểu tượng vào đây cho nó trở nên sống động hơn. Mình thêm biểu tượng vào, có thể thêm biểu tượng vào trong nút bấm. Thì khi chúng ta gửi tin nhắn hoặc là chúng ta đăng các bài quảng cáo thì các bạn nên chèn các biểu tượng cảm xúc vào để giúp cho cái tin nhắn của mình nó trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn. Ok, và sau khi mình đã soạn xong nội dung này rồi, mình đã chọn cái tệp của danh sách khách hàng rồi, và mình đã chọn cái là loại tin nhắn là gửi cho theo dạng chăm sóc khách hàng. Mình đã kiểm tra là số lượng mình nhận là bao nhiêu. Tiếp tục chúng ta chọn là gửi ngay hoặc là gửi thời điểm ở đó. Ví dụ tôi chọn là gửi vào ngày mùng 3 tháng 9, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như là mình gửi lúc mấy giờ đấy. Ví dụ như là mình gửi lúc 7 giờ sáng. Ok, và sau đó mình bấm vào gửi, hoặc là mình lưu nhát, nếu mà chưa sửa xong thì lưu nhát, hoặc không mình sẽ bấm vào gửi thì đúng 7:30 sáng mai. Đấy, đúng 7:30 sáng. Rồi, ngày mùng 3. Ok. Thì khách hàng sẽ nhận được tin nhắn. Ok, đây là phần gửi chiến dịch nha. Cả nhà có theo dõi kịp không ạ? Ok, thì có một điều chúng ta chú ý thêm. Ok, thì các bạn có thể theo dõi thêm cái hướng dẫn ở trong cái ebook này nha. ebook.webchat.vn này. Thì ở đây các bạn có thể xem video cũng được. Các bạn có thể bấm vào đây để xem video này. Đấy, hoặc là chúng ta đọc theo cái hướng dẫn này. À, từng bước đăng nhập rồi kết nối fanpage như thế nào, tải khách hàng ra sao. Ok, và nó có một cái mục cuối cùng này, các bạn chú ý này, có trang cuối cùng. Các bạn cần phải đọc phần này có tên là best practice. Tức là ở cái trang này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta viết nội dung để chúng ta nhắn tin hàng loạt khách hàng như nào cho hiệu quả. Tuyệt đối không spam, không làm phiền khách hàng. Tuyệt đối không spam và không làm phiền khách hàng. Những tin nhắn chúng ta có thể đặt câu hỏi, có thể là tạo ra những cái tương tác, viết những cái tiêu đề mang tính tò mò để cho khách hàng người ta tương tác với của mình thôi. Và chúng ta cần phải phân loại sắp xếp khách hàng để chúng ta gửi nội dung phù hợp với những cái đối tượng phù hợp. Spam nghĩa là gì? Là chúng ta nhắn những nội dung không liên quan thì đấy gọi là spam đó, và khách hàng cảm giác bị làm phiền quá và lần sau mình có gửi nữa thì họ cũng sẽ không mở ra đọc. Đấy, hoặc là mình làm phiền quá thì họ còn report Facebook rằng là ông này đang làm phiền tôi, thế là mình sẽ bị cảnh báo, hoặc thậm chí có thể làm phiền quá có thể bị khóa phết, bị khóa các chức năng về gửi tin nhắn. Lần một thì nó cảnh báo, lần hai nó có thể khóa 1 ngày, lần ba có thể khóa 2 ngày, tiếp đến có thể khóa 7 ngày, chặn không cho mình nhắn tin, đúng không? Và có thể 20 ngày, và sau 20 ngày thì nó là khóa vĩnh viễn. Thì các bạn chú ý là chúng ta gửi những tin nhắn nó phải phù hợp thì theo đúng với chính sách của Facebook. Quan trọng là khách hàng happy, khách hàng tương tác với Facebook của mình ok. Và đôi khi trong một số trường hợp, ví dụ như là khi mà tôi gửi email cho hàng trăm nghìn người, thì ở cuối email bao giờ tôi cũng có một cái dòng
là ngừng nhận email. À, chứ nếu mà khách hàng mà không muốn nhận email thì họ chán rồi, hoặc là bây giờ họ không còn quan tâm đến những cái gì này nữa. À, trước đây họ có thể quan tâm nhưng bây giờ họ không còn quan tâm nữa, à, thì họ có quyền là ngừng nhận email từ chúng ta. À, thì tương tự như vậy, khi chúng ta gửi tin nhắn thì chúng ta cũng nên thỉnh thoảng cho khách hàng cái cơ hội để khách hàng không muốn nhận tin nhắn nữa. Còn tất nhiên nếu mà khách hàng nào không muốn nhận tin nhắn thì họ có thể cắt đi, họ có thể cài đặt chế độ là tự động cắt cũng được. Và ở trong Messenger nó có một tính năng là cắt không muốn nhận tin nhắn từ bếp của mình. Còn bình thường thì khách hàng họ có thể là mình gửi cho khách hàng một tin nhắn kèm theo là nút là ngừng nhận tin nhắn luôn. Ví dụ ở đây chẳng hạn là tôi có thể tạo ra một cái nút bấm là ngừng nhận tin nhắn. Và tôi chọn ở đây, à, tôi chọn là ăn sắp này. Đấy. Thì như vậy là nếu mà ai họ thấy làm phiền quá bây giờ, ngon làm phiền quá thì bây giờ họ có thể bấm nút là ngừng nhận tin nhắn. Thì như vậy là lần sau mình gửi sẽ họ sẽ không nhận được tin nhắn nữa. Đấy. Ok, cả nhà đã hiểu rõ phần này chưa? À, nếu hiểu rõ rồi thì comment số 1 nha, comment số 1 nếu mà chúng ta đã hiểu rồi. Comment số 1 nếu mà chúng ta đã hiểu cách chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt khách hàng. Ok, có bạn bạn Phan Ngôn hỏi là phải nói rõ cái 24 cộng 1. Ok, chúng ta có một luật có tên là 24 cộng 1 này. Đây là 24 cộng 1. Thực ra cộng 1 này ấy, cộng 1 này là trước đây thôi, tức là ở sau 24 giờ. Trước đây thì Facebook nói rằng là sau 24 giờ bạn được phép gửi một tin nhắn. À, đấy là trước đây thôi, còn thực ra thì chúng ta có luật gọi là 24 giờ. Đấy, còn 24 giờ cộng 1 là sau 24 giờ thì mình được phép gửi thêm một tin nhắn. Còn bây giờ thì nó không phải là những cộng 1 nữa đâu. Ok chưa? Đấy. Còn nếu mà trong trong vòng 24 giờ đầu tiên chúng ta được gửi tin nhắn khách hàng thoải mái, bán hàng khuyến mại thoải mái, kể từ khi khách hàng inbox vào Facebook của mình, trong 24 giờ nhắn bách nhà thoải mái luôn. Còn sau 24 giờ thì Facebook nó cho phép mình được gửi các tin nhắn mang tính gọi là chăm sóc khách hàng, gọi là follow up này. Đấy. Thì những tin nhắn thường là mang tính thông báo, ví dụ thông báo ra mắt sản phẩm mới, thông báo có một cái chương trình gì đó, ok chưa, hay là thông báo về tặng quà, à, thông báo về vòng quay may mắn vân vân, tức là chúng ta có một cái thông báo gì đó, à, và để khách hàng là quay trở lại tương tác cái bếp của mình. Thì khi họ quay trở lại tương tác thì chúng ta lại có 24 giờ để bán hàng. Tại vì Facebook có thấy rằng là cái việc mà chúng ta gửi tin nhắn cho khách hàng là quá hiệu quả đi, dẫn đến là rất nhiều người lạm dụng, bắt đầu nhắn tin hàng loạt khách hàng. À, mỗi ngày nhắn vài phát, hôm nay nhắn một đống, ngày mai nhắn một đống. Thì như vậy khách hàng bị làm phiền. Và bản chất khách hàng là khách hàng của ai? Khách hàng là khách hàng của Facebook. Đúng không? Và nếu mà khách hàng mà thấy bị làm phiền quá, họ bỏ đi, họ không dùng Messenger nữa, thì Facebook là người thiệt. Và dẫn đến là Facebook phải đưa ra một luật chơi là sau 24 giờ bạn không còn làm phiền khách hàng nữa, thỉnh thoảng nhắn thôi nhưng không bán hàng, nhắn tặng quà thôi cũng được, nhắn thông báo gì đấy. Ví dụ một ai đó họ mua hàng của bạn, thì bạn và thông báo là chúng tôi ra mắt sản phẩm mới đấy, chúng tôi cập nhật sản phẩm mới đấy. Đó, thì bạn vào để xem đi, bấm lên để xem chi tiết này ạ. Thì đấy là những cái mà Facebook khuyến nghị là như vậy là ok. Hoặc là khách hàng mua hàng của mình và hàng ngày mình thông báo cập nhật tình trạng của đơn hàng, hoặc là khách hàng đăng ký tham dự một cái event của mình, đó, thì mình hàng ngày mình thông báo mình cập nhật về event, à, còn một ngày diễn ra, còn ba ngày diễn ra, đấy, hoặc là sau khi càng tham dự rồi thì mình thông báo là bạn nhớ làm bài tập một bài, một bài, hai bài gì đó. Thì những cái tin nhắn đấy là hoàn toàn hợp lệ, là ok, gọi là tin nhắn chăm sóc khách hàng là ok, tức là khách hàng đồng ý nhận tin, khách hàng cảm giác happy khi nhận tin là ok. Còn khách hàng bị làm phiền nói chung là sẽ không ok, cứ bị khách hàng report nhiều quá thì là sẽ có vấn đề. Ok, hôm nay là mình đã đi được khoảng 1/3 chặng đường rồi đấy, và có những phần rất nhiều phần hay ho ở đằng sau. Các bạn có muốn học tiếp không để ngày mai nhỉ? Có vẻ cũng sợ quá tải chưa? Mình sẽ bán hàng ở bên trong nha, mình bán hàng ở trong kịch bản. Đấy, mình bán hàng ở bên trong kịch bản chứ không bán hàng ở bên trong cái tin nhắn thông báo này.
Ok, hôm nay là ngày lễ mùng 2 tháng 9, có những anh em mà các bạn mà tham dự được ngày hôm nay là rất là nhiệt tình đấy. Ngày mai thì mình sẽ có phần quay xổ số trúng thưởng nhá. Ở đây mình demo các bạn như này. Ở đây mình demo các bạn để ngày mai mình sẽ quay xổ số. Ở đây nó có phần là danh sách đăng ký này. Đây là danh sách đăng ký. Ở đây mình đang có một người đăng ký, có thể bấm vào đây để xem danh sách những người đã đăng ký này. Và mình có thể vào đây để mình quay xổ số này. Đó, thì ngày mai mình sẽ có phần quay tổng số để xem quà gì mình sẽ tặng cho các bạn. Đó, thì thông thường thì từ cuối mỗi một cái các lớp học mình sẽ quay tổng số. Lớp học offline thì mình quay trúng thưởng tiền hạt luôn, trúng thưởng tiền đô luôn. Đó, nhưng mà lớp này để đang nghĩ xem là mình sẽ quay trúng thưởng quà gì đây, nhưng quay demo thôi nhé. Danh sách kia là có một người. Đây là mình ví dụ một cái danh sách khác. Mẹ, hôm nay phải chậm quá nhỉ. Đây là ví dụ như này, một cái danh sách như này. Đấy, mỗi người sẽ có một cái mã số dự thưởng và mình có thể quay sổ số như này. Đây là mạng chậm mà nó chưa tải được cái âm thanh. Chưa tải được cái file âm thanh. Ok, cái demo thôi, là ngày mai chúng ta sẽ quay được số nhá. Kịch bản ngày mai thì chúng ta sẽ có một số cái phần như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo ra kịch bản, một kịch bản nữa là kịch bản bán hàng. Ở đây mình sẽ demo các bạn trước phần này. Tiếp đến là kịch bản về vòng quay may mắn, tức là để cho khách hàng có thể quay sổ số tự quay được. Ví dụ chúng ta có 4 phần quà và khách hàng sẽ quay vòng quay may mắn, khách hàng sẽ trúng một trong 4 phần quà đó hoặc là một trong 6 phần quà đó. Và sau đó thì mình sẽ gửi cho khách hàng một cái coupon, một cái voucher. Trong cái voucher đấy là có mặt của khách hàng, có tên của khách hàng ở trong cái ảnh đấy, tức là một cái voucher có mặt, có tên của khách hàng. Và mình có thể gửi cho khách hàng một cái mã coupon, tức là mỗi khách hàng một mã riêng, mã coupon là mã kích hoạt đó chẳng hạn. Đấy, và sau đó sẽ đến cái phần affiliate, tức là mình sẽ giúp khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới vào affiliate, tức là viral marketing, và đến phần quảng cáo, Facebook, một số phần khác. Thì ngày mai thì cũng có rất nhiều nội dung này. Ok, mình sẽ demo thêm các bạn một cái kịch bản nữa, một cái nhỏ đây thôi, để các bạn có thể là chúng ta thực hành. Đấy, ví dụ như là ở đây nhé. Thì ví dụ ở đây chẳng hạn như là mình có thể cho khách hàng chọn, ví dụ chọn màu ở đây thì sao, đúng không? Thì ví dụ chẳng hạn như là mình sẽ thêm là sau khi nhập vào đây thì mình sẽ cho khách hàng là mình sẽ sử dụng một cái đối tượng có tên gọi là quick reply. Mình sẽ sử dụng đối tượng có tên là quick reply đây. Và mình bảo khách hàng là vui lòng chọn màu. Đó, bình thường nếu mà mình bảo khách hàng là chọn màu chọn sai không thì
thì nếu mình có màu gì, mình có thai gì thì mình đưa ra cho khách chọn luôn, chứ không phải là họ tự nghĩ ra cái màu mà mình không có. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đối tượng có tên là Quick Reply, nó giống như là nó tự hiển thị số điện thoại, tự hiển thị email luôn mà khách hàng không phải nhập nữa. À, ví dụ như chẳng hạn ở đây là tôi sẽ chọn ở đây là màu xanh. Đấy. Thì đây là mình sẽ chọn màu bằng cái đối tượng là quick reply. À, sau đó thì mình sẽ tự động mình lưu cái đáp án của khách hàng vào trong biến có tên là color. Đây mình sẽ chọn màu đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ test lại kịch bản này nhá. Mình sẽ nói kịch bản đầu tiên ấy, kịch bản tặng quà bằng user phone, user email và user input. Sau đó thì bây giờ mình tiếp tục hỏi khách hàng là bạn chọn màu gì và đưa ra đáp án ở đây. Đây mình test lại kịch bản này, bấm vào link này được. Ok, điện thoại là đây. Thì đây là phần là nó sẽ tự động đưa ra các đáp án luôn, thay vì là chúng ta phải gõ và phải nhập, hoặc thay vì khách hàng phải gõ và nhập thì nó sẽ đưa ra cho khách hàng các đáp án để khách hàng lựa chọn. Ví dụ như tôi chọn đây mình chọn màu đỏ đi, thì sau khi mình chọn xong thì tất cả các đáp án sẽ biến mất, thì khách hàng chỉ được chọn đúng một lần thôi. Nếu tôi chọn màu đỏ đấy, thì thay vì khách hàng chữ gõ chữ màu đỏ thì mình đưa ra các đáp án để cho khách hàng chọn thôi nhanh. Ok, và nó có đáp án là khách hàng chọn màu đỏ đây. Đấy, thì đấy là đối tượng có tên là Quick Reply, các nhà tham khảo thêm. Đấy, thì Quick Reply chúng ta có thể sử dụng đây là một trong những kịch bản như này. Rồi, có ai có câu hỏi phần này không ạ? Thì hôm nay thế nào khởi động thôi, đi 1/3 chặng đường, tức là ngày mai sẽ có nhiều cái hay hơn. Thì vì hôm nay là các bạn cũng mới tiếp cận, có một số bạn có thể là mới tiếp cận với nền tảng chatbot, thì các bạn có thể xem lại video và các bạn có thể thực hành, có thể thực hành để chúng ta ngày mai chúng ta sẽ đến cái phần này nâng cao hơn. Có rất nhiều những cái kịch bản ở đằng sau, thì khi khách hàng vào đây rồi thì chúng ta sẽ phải có một cách thức để chúng ta chăm sóc hàng hàng này, và chúng ta phải chia khách hàng, chúng ta phải tình cảm gửi khách hàng phúc bông, tình cảm gửi những cái vòng quay may mắn, một số cái mini game khách hàng chơi. Thậm chí là ngày mai nếu mà bạn nào quan tâm thì mình sẽ tổ chức một cái chương trình có tên là bài thi, bài trắc nghiệm, tức là cho khách hàng làm một số bài trắc nghiệm đáp án ABCD. Nếu mà khách hàng trả lời đúng thì mình sẽ tặng quà, trả lời đúng. Ví dụ mình có 10 câu mà khách hàng trả lời đúng cả 10 câu thì tặng quà. Thì cũng là những cái mini game rất là hay. Và ngày mai thì sẽ học nâng cao hơn, cho nên các bạn nhớ tập trung các bạn xem lại video của ngày hôm nay để ngày mai chúng ta sẽ học cái phần nâng cao hơn. Ok, và các bạn thấy bài học ngày hôm nay như nào ạ? Nếu các bạn thấy hay thì comment hay ở bên dưới nhé. Nếu mà chúng ta thấy bài học ngày hôm nay hay hoặc tuyệt vời thì hãy comment hay ở bên dưới. Ok, bạn hỏi là bản miễn phí thì có thể dùng chức năng hay không? Thì câu trả lời là bản S-Cam miễn phí được dùng tất cả các tính năng này nhé. Bản miễn phí được dùng tất cả tính năng này. Nó chỉ có hạn chế ví dụ bản miễn phí được dùng tối đa là 2 fanpage và tối đa là 1.000 khách hàng. Các bạn có thể xem thêm cái bảng giá ở đây, các bạn có thể vào đây để các bạn xem bảng giá đây. Đây, bảng giá đây. Thì bình thường nếu mà các bạn sử dụng các nền tảng chatbot khác thì các bạn phải mua, nếu các bạn có 10 fanpage thì các bạn phải mua 10 lần, tức là cứ mỗi fanpage là chúng ta phải mua riêng. Nhưng mà với AdChat thì các bạn sẽ mua chung cho tất cả các fanpage của mình. Đấy, gọi là một gói. Đấy, ngoài ra thì các đề tài khác ấy, thì thường
thường nếu chúng ta dùng các phần mềm khác thì chúng ta phải mua một phần mềm chatbot riêng và một phần mềm là quản lý tin nhắn riêng. Đấy, quản lý tin nhắn trên một cửa sổ ấy, nó phải mua thành hai phần mềm khác nhau. Nhưng mà với AdChat thì chúng ta chỉ mua một lần thôi, cho nhiều kết và cho cả hai chức năng chatbot và AdChat. À, nhưng mà chi phí thì nó chỉ bằng 1/2 đến 1/5 so với các sản phẩm khác thôi. Nói chung là giá thì không phải nghĩ, siêu rẻ rồi. Còn miễn phí thì 2 phép và 1.000 khách hàng đầu tiên. Các chức năng dùng đầy đủ hết. Còn nếu mà về giá thì nó cũng rất là rẻ. Nếu mình có đây, giá chỉ từ khoảng 200.000 một tháng thôi. Rất rẻ. Thế là giá mình không phải nghĩ nhiều. Ok, về những cái phần nâng cao hơn như là tích hợp vào website hay là ví dụ mình có thể cài pop-up cái gì đấy, tức là ngày mai nhé, tối mai chúng ta sẽ tiếp tục nha. Hôm nay khởi động, thế là chúng ta sẽ học đến đây thôi.